Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương 666, xin em cho anh một cơ hội. Lúc này Thường Hải Tâm gõ cửa bước vào, cô ta vừa mới nhận được tin tức, Tạ Vân Phi bởi vì gãy xương mũi cho nên phải về trước, hội nghị vào hai ngày sau cũng không tham gia. Lý Hồng Dương nói, xem ra bị thương không nhẹ. Thường Hải Tâm nói, hắn xứng đáng bị đánh mà, hôm nay khi phát sinh hỏa hoạn, tôi nghe thấy rõ, chính là hắn hét bảo lãnh đạo đi trước. Lý Hồng Dương ngây ra đó, y hiện tại cuối cùng cũng hiểu Trương Dương vì sao lại đấm Tạ Vân Phi, nếu Tạ Vân Phi thật sự hét ra câu đó, một phát đấm này cũng không phải là ăn hoan ức. Thường Hải Tâm nói, loại cán bộ này thật sự là nỗi sỉ nhục của Bình Hải chúng ta, lát nữa tôi sẽ đi vạch trần hắn với giới truyền thông. Trương Dương nói, đừng, chuyện này không thể nói ra được. Thường Hải Tâm khó hiểu nói, vì sao là không thể nói ra. Trương Dương nói, cô ngẫm lại đi, Tạ Vân Phi là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải chúng ta, bản thân hắn mất mặt thì không sao, nhưng hắn hiện tại đại biểu cán bộ Bình Hải chúng ta, bởi vì một mình hắn mà thể diện của chúng ta cũng mất hết theo, cô nói xem có đáng không? Lý Hồng Dương cũng gật đầu nói gật đầu nói, đúng, chuyện này quyết không thể nói rồi ADC. Có thể tưởng tượng ra, nếu chuyện này bị công bố, phía tỉnh Vân An khẳng định sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên người Tạ Vân Phi, như vậy tỉnh Vân An sẽ vứt bỏ được hết liên quan nhưng hình tượng của cán bộ bình hải sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn trương dương nói nói tóm lại hôm nay không có thương vong thế là vạn hạnh trong bất hạnh rồi lý hồng dương nói chỉ sợ phóng viên vẫn cứ tóm lấy chuyện này không buông nắm ngoài dự kiến của mọi người tạ vân phi đi rồi chuyện này không được phóng viên nhắc tới nữa rất nhanh liền có người phóng ra tin đồn lúc sáng sớm khi hỏa hoạn xảy ra không có bất kỳ ai hét to bảo lãnh đạo đi trước Hai vị lãnh đạo cao nhất cũng không gấp thoát khỏi hiện trường đám cháy, mà là vẫn ở lại hiện trường cho tới sau khi tất cả mọi người đều được cứu mới đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương biết được chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ, tuy rằng rõ ràng là nói dối, nhưng đây là lời nói dối đầy thiện ý, nếu thật sự muốn tra ra manh mối, chuyện này thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt trên xã hội, chẳng những ảnh hưởng đến hình tượng của cán bộ tỉnh Bình Hải hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quang huy của tất cả cán bộ đảng viên, cân nhắc từ đại cục, chuyện này phải che giấu, không thể để người dân phải lạnh lòng. Lịch lãm lâu ngày trên quan trường, Trương Dương đã khá quen thuộc với phương pháp xử lý loại chuyện này. Thường Hải Tâm rất không hài lòng đối với cách xử lý chuyện này, căm giận bảo, như vậy là xong hà. Lúc xảy ra hỏa hoạn, những đứa bé đó đang ở trên sân khấu, rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ lo cho tính mạng của mình, tranh nhau chạy ra khỏi cửa an toàn, căn bản không thèm quan tâm tới những đứa bé đó, những người đó đều là hạng bại hoại, nên bắt toàn bộ bọn họ rồi xử lý nghiêm khắc. Trương Dương nói, nếu thật sự nói ra chuyện này, trong lòng người dân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nhìn đám cán bộ chúng ta với ánh mắt như thế nào? Thường Hải Tâm nói, có người tốt thì cũng có người xấu, luôn luôn có cán bộ tốt như anh mà. Trương Dương nói, chuyện này chỉ có thể xử lý như vậy, còn loại người như Tạ Vân Phi, rồi cũng không có kết cục tốt đâu. Lương Thành Long lúc này lại gọi điện thoại tới, sau khi gã tới Nam Võ chỉ chú ý tới Lâm Thanh Hồng, ở Nam Võ điều tra một lượt cũng không tìm được kết quả gì, gã cũng không thể thủy chung ở đây mãi được, định sáng mai trở về, nhớ tới mình đổ oan cho Trương Dương, cũng có chút áy náy, cho nên trước khi đi hẹn Trương Dương đi ăn một bữa. Lương Thành Long còn có một mục đích, muốn mời cả Lâm Thanh Hồng theo, gã hiện tại một lòng muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này. Tối hôm đó Lương Thành Long ở Vương Phủ Vạn Trang nổi danh nhất Nam Võ mời khách, khi Trương Dương và Thường Hải Tâm cùng nhau đến, chỉ có một mình Lương Thành Long ngồi ở trong phòng, Trương Dương nói, Lâm Thanh Hồng đâu? Lương Thành Long nói, tôi sợ cô ta không đến, bảo Đinh Triệu Dũng đi đón cô ta rồi. Trương Dương cười nói, thật sự là tốn công quá nhỉ, tôi nếu là Lâm Thanh Hồng, tôi sẽ bị anh làm cảm động đó. Lương Thành Long chừng mắt lườm hắn một cái, cút sang một bên đi, cho rằng tôi không nghe ra là cậu đang nói mát tôi à? Trương Dương cười cười ngồi xuống, nói với Thường Hải Tâm, tiểu thường, cô xem có món gì ngon thì cứ việc gọi, tôi nay là ông chủ lương mời khách mà. Thường Hải Tâm cười nói, biết rồi, cô ta cầm thực đơn lên xem. Trương Dương lại nhắc, đừng làm khó người ta, gọi món đắt nhất ấy. Lương Thành Long nói, nói thật, tối nay mọi người đều là tới giúp đỡ tôi, cố gắng nói đỡ cho tôi vài câu nhé, Thanh Hồng kỳ thực là người ngoài lạnh trong nóng. Trương Dương nói, tôi thấy chưa chắc đã vậy đâu, Lâm Thanh Hồng lần này hình như là quyết tâm ly hôn với anh, chuyện của hai vợ chồng anh, chúng tôi nhúng tay vào cũng không tiện. Lương Thành Long nói, tôi luôn cảm thấy là cái tên Trình Quốc Bân đó ở sau lưng phá rối, tôi hôm nay đặc biệt tìm một thám tử tư, bảo hắn đi theo dõi tên rùa đen đó, nhất định phải điều tra rõ Trình Quốc Bân cho tôi. Lương Thành Long cực kỳ phản cảm đối với Trình Quốc Bân khi nói những lời này cũng nghiến răng nghiến lợi trương dương nói tình địch tôi thấy nhiều rồi nhưng loại tình địch như hai anh thì không thường thấy lắm đều khẩn trương vì một nữ nhân nhưng nữ nhân này thì lại một lòng muốn ly hôn với các anh lương thành long nói nói gì thế hả cái gì gọi là một lòng muốn lúc này lâm thanh hồng và đinh triệu dũng cùng nhau bước vào khiến tất cả mọi người không ngờ là trần thiệu bân cũng tới thằng ôn này là từ thượng hải đến nam võ trên người toàn bộ tất cả đều hàng hiệu trên tay còn đeo một cái nhẫn kim cương khá là tục khí khí chất trên người rõ ràng là khác hẳn trước kia trương dương kinh hỉ nói trần thiệu bân cậu tới lúc nào vậy trần thiệu bân cười ha ha bước tới ôm trương dương một cái thật chặt sau đó làm bộ muốn lao về phía thường hải tâm thường hải tâm á một tiếng vội vàng né ra sau trương dương từ lúc tới trường đảng đông giang học trần thiệu bân liền cực khổ theo đuổi cô ta thường hải tâm đối với trần thiệu bân có thể nói là tránh còn không kịp Trần Thiệu Bân cũng chỉ là dọa thường hải tâm thôi, hắn cười nói, tôi biết hải tâm đến nam võ học, cho nên đặc biệt từ thượng hải lái xe tới thăm cô ấy, hải tâm chính là tình nhân trong mộng là của tôi mà. Thường hải tâm từ phía sau Trương Dương thò đầu ra, Trần Thiệu Bân, anh đừng nói năng vớ vẩn, hôm nay lãnh đạo của chúng tôi ở đây đấy, chủ nhiệm Trương, anh ta nếu dám khi dễ tôi, anh phải giúp tôi chút giận đó. Trương Dương trợn tròn hai mắt giống như hung thần ác sát, tôi cho anh ta mượn thêm một lá gan luôn, anh ta nếu dám bắt nạt cô tôi sẽ ném anh ta từ trên tầng ba xuống trần thiệu bân nói lãnh đạo gì cơ lãnh đạo của các cô trong mắt tôi chẳng bằng cái rắm trương dương cậu đừng có nói giọng nhà quan với tôi cậu nếu dám trọng sắc khinh hữu ba chúng tôi cùng nhau thiến cậu hắn cũng rất biết kéo đồng minh ra chiến tuyến đinh triệu dũng cười nói đừng lôi cả tôi vào tôi không liên quan gì tới chuyện này cả tôi lựa chọn trung lập lương thành long nói cái này cũng không liên quan gì tới tôi và thanh hồng hai chúng tôi cũng trung lập lâm thanh hồng vừa nghe thấy lời này liền tức giận nói ai là hai chúng tôi với anh anh có bệnh à hôm nay tôi mang cả giấy ly hôn tới đây anh giờ ký luôn cho tôi trần thiệu bân mỉm cười nói có cần phải vậy không tôi nói này mấy người chúng tôi từ các nơi xa xôi trên tổ quốc chạy tới nam võ thanh hồng chị cho dù không niệm tình cảm vợ chồng thì cũng phải nghĩ tới tình bạn của chúng ta chứ ở nam võ chị là địa chủ chuyện ly hôn tối nay miễn bản đi qua tối nay rồi chị muốn nhắc tới lúc nào cũng được lâm thanh hồng nói được tối nay tôi không nhắc tới nữa nhưng cũng phải nói rõ bữa cơm tối nay tôi mời lương thành long tôi không mời anh anh nếu có chút cốt khí thì đừng có ở đây ăn xin lương thành long không hề tức giận tối nay những người tới đây đều là huynh đệ tỉ muội của anh anh cứ trơ mặt không biết xấu hổ thì sao trương dương nói còn nói nữa à trong ấn tượng của tôi, khi anh không cần mặt mũi có nhiều lắm. Mọi người ở đây đều bật cười, có điều Lâm Thanh Hồng cười, cô ta đương nhiên có thể nhìn ra đám bạn bè này tối nay tụ tập lại một chỗ, mục đích chính là muốn giúp cô ta và Lương Thành Long hòa giải. Trần Thiệu Bân từ Thượng Hải xa xôi như vậy tới, cũng chính là vì mục đích này, Lâm Thanh Hồng rất cảm kích hảo ý của bọn họ, nhưng cô ta thật sự không thể chấp nhận được Lương Thành Long nữa. Trên tình cảm cô ta đã gặp quá nhiều bi thương, hơn nữa hai lần cùng là té ngã trên một chuyện, Lâm Thanh Hồng trong thương nghiệp rất khôn khéo, đánh đầu thắng đó, nhưng trên tình cảm thì lại là một kẻ thất bại. Thường Hải Tâm ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Trần Thiệu Bân thì ngồi xuống bên cạnh Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm kháng nghị anh qua bên kia ngồi đi. Trần Thiệu Bân mặt dày nói, ngồi ở bên cạnh cô vẫn thích hơn, tôi cảm thấy cô là thân thiết nhất. Thường Hải Tâm vốn là không có cảm giác gì với gá, hiện tại đã là nữ nhân của Trương Dương lại càng không sinh ra ý nghĩ đặc biệt gì với Trần Thiệu Bân, cô ta cười nói, anh đúng là giả dối, lúc nào mới có thể biến thành thành thực một chút đây. Trần Thiệu Bân nói, trong đám người này, kẻ thành thật nhất chính là tôi đấy. Trương Dương cười nói, dẹp đi, cậu cũng dám nói rằng mình thành thật ư, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao đột nhiên lại chạy tới Nam Võ? Lâm Thanh Hồng lạnh lùng nói, còn phải hỏi nữa à? Nhất định là có người gọi điện thoại cho anh ta mời anh ta tới đây làm cứu binh lương thành long vội vàng giải thích tôi không gọi điện thoại đâu trần thiệu bân tôi cũng không biết là cậu sẽ tới trần thiệu bân mỉm cười nghĩ xa thế lâm tổng của chúng ta luôn luôn nghĩ xa mục đích chủ yếu mà tôi lần này đến nam võ là để trả tiền thằng ôn này từ trong ngực lấy ra tập chi phiếu rất tiêu sái viết một con số ở bên trên sau đó đưa cho lâm thanh hồng nói lâm tổng huynh đệ vào thời điểm khó khăn nhất là nhờ có chị giúp Hiện tại tôi cũng tính là có chút thành tựu, là lúc nên trả tiền cho chị rồi. Lâm Thanh Hồng ngây ra một thoáng, nhìn thoáng qua chi phiếu rồi nói, cậu thực sự kiếm được tiền rồi à? Trần Thiệu Bân không khỏi có chút đắc ý gật đầu nói, cũng kiếm được một chút, năm nay nắm được một vụ lớn, kiếm lại được hết chỗ tiền đã mất, ngoài ra còn kiếm thêm được hơn 500 vạn, không bằng được đại tài chủ như anh chị, có điều tôi vẫn rất thỏa mãn rồi. Đinh Triệu Dũng nói, thị trường chứng khoán kiếm tiền dễ như vậy sao? Trần Thiệu Bân nói, cái thị trường chứng khoán, hiện tại tôi làm hàng hóa a kỳ hạn. Trương Dương nói, cái cậu nói tôi chẳng hiểu đâu, tôi chỉ biết ai kiếm được tiền thì người đó mời khách. Trần Thiệu Bân sảng khoái gật đầu nói, được, tối nay ăn uống xong chúng ta tới Lệ Đô, tôi gọi cho mỗi cậu một em gái. Thằng Ôn này trước giờ nói chuyện không bao giờ giữ mồm giữ miệng, vừa nói ra câu này mới cảm thấy có chút không đúng, Thường Hải Tâm và Lâm Thanh Hồng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã trần thiệu bân cười nói nói đùa nói đùa thôi tôi không phải loại người như vậy đâu lâm thanh hồng nói vật họp theo loài người phân theo đàn cậu là hạng người gì thì chúng tôi đều rõ đinh triệu dũng vội vàng chuyển đề tài đúng rồi vừa rồi tôi lúc đi đường mua một tờ báo trên trang nhất dành một khoảng rất to giới thiệu chuyện đồng chí trương dương phấn đấu quên mình nhảy vào đám cháy cứu thiếu niên nhi đồng gã đưa báo ra cho mọi người truyền tay nhau đọc lâm thanh hồng cười nói tôi cũng xem rồi Trương Dương, cậu cũng thật không đơn giản, tới Nam Võ chưa được mấy ngày đã thành anh hùng rồi. Trương Dương nói, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, lúc ấy mọi người đều đang cứu người, Hải Tâm cũng ở hiện trường cứu viện, không biết vì sao phóng viên lại theo dõi tôi và Ngưu Tuấn Sinh, tất cả tin tức đều tiến hành vây quanh hai người, cứ làm như tất cả mọi người đều là do hai chúng tôi cứu vậy, kỳ thật mọi người đều xuất lực mà. Lương Thành Long chen vào, tôi cũng nghe được một số tin đồn, nói hôm qua khi bốc cháy, Lúc đó có người hét lãnh đạo đi trước. Lâm Thanh Hồng nói, anh là từ đâu nghe được những tin tức này? Những lời này đều là do loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn như các anh truyền ra thôi, quan phương hôm nay đã bác bỏ tin đồn rồi, nói căn bản không có người nào hét lãnh đạo đi trước cả. Tôi thấy những lời đồn này cũng quá khoa trương rồi, chỉ cần là còn chút tính người, không ai lại bỏ mặc những đứa trẻ trên khán đài mà chỉ biết lo cho mình được. Thường Hải Tâm không nói gì, bởi vì cô ta quả thực nghe thấy có người hô câu đó. Trương Dương cười nói, tôi và Hải Tâm ở hiện trường, có điều chúng tôi cũng không nghe thấy ai hô câu đó, chắc là lời đồn thôi. Lâm Thanh Hồng nói, trên xã hội hiện tại có một bộ phận người tâm lý không được bình hành, thường chế tạo ra một số sự đoan để là làm hỏng hình tượng của chính phủ, như vậy rất không tốt, căn bản là cố ý gây nên mâu thuẫn. Đám người này Trần Thiệu Bân, Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long đều là con cháu nhà quan, có liên hệ rất phức tạp với quan trường, chính bởi vì như vậy, bọn họ đối với quan trường thì hiểu sâu hơn người thường một chút. Trần Thiệu Bân nói, thật ra cho dù có người hô lên để lãnh đạo đi trước, tôi cũng không cảm thấy có gì là lạ, chuyên xấu xa trên quan trường chỉ có chị không nghĩ ra chứ không có gì là họ không làm được. Lương Thành Long cũng phụ họa theo, quan trường so với thương trường thì còn đen tối hơn nhiều. Lâm Thanh Hồng nói, con người anh quá đa nghi rồi lúc trước tôi cho rằng, cho dù là chúng ta không thể làm vợ chồng thì cũng có thể làm bạn bè, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không được. Lương Thành Long nói, anh không làm bạn bè với em đâu, chỉ muốn làm vợ chồng với em, cùng nhau sống thật vui vẻ. Anh xứng à, Lương Thành Long, chúng ta kết hôn đã lâu như vậy rồi, bản thân anh ở bên ngoài làm bậy làm bạ, không biết tự kiểm điểm mình, ngược lại còn hoài nghi tôi, lúc ban đầu anh hoài nghi tôi và Trần Thiệu Bân, hiện tại lại hoài nghi tôi với trương dương anh thử nhìn lại lương tâm của anh đi những gì mà anh làm có xứng là một người đàn ông không lâm thanh hồng ở trước mặt mọi người che trách lương thành long trần thiệu bân và trương dương đều bị liên lụy vào hai người nhìn nhau đều thấy có chút khó xử trương dương cũng mắng theo lương thành long anh đúng là không phải hạng tốt lành gì anh cho dù không tin chúng tôi thì cũng phải tin chị dâu chứ trần thiệu bân mắng thanh hồng chị mắng đúng lắm tên hỗn đản này đúng là không xứng với chị, chị ly hô với anh ta, chúng tôi cũng sẽ tuyệt giao với anh ta, để anh ta sống cô đơn cả đời, cô độc cả đời, chết rồi mà ngay cả một người ở bên cạnh đưa tiến cũng không có. Ngoài mặt thì hai người bọn họ đang mắng, nhưng kỳ thực là dùng phương pháp này để giúp Lương Thành Long. Lương Thành Long vẻ mặt đau khổ nói, tôi biết tôi sai rồi, tôi sửa, tôi sửa được chưa nào. Sau này các người cứ xem biểu hiện của tôi, Thanh Hồng, anh thề, anh nửa đời sau nhất định sẽ quý trọng em, anh sẽ làm một người tốt, sẽ làm một người chồng tốt, bạn tốt, nam nhân tốt, xin em hãy cho anh một cơ hội, em cho anh một cơ hội đi." Biểu hiện của thằng Ôn này rất thành khẩn, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin Lâm Thanh Hồng thôi. Lâm Thanh Hồng căn bản không hề cảm động, cô ta lắc đầu nói, "Không hy vọng gì đâu, chúng ta hết rồi." Cô ta cầm chén rượu lên, nói, "Tôi biết mọi người đều là hảo tâm, đều muốn giúp tôi và Lương Thành Long tiếp tục gắn bó, tôi cảm ơn mọi người." tôi rất coi trọng tình bạn với mọi người bất kể tôi và lương thành long đến nước nào tôi hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta chuyện tình cảm không phải vấn đề đơn phương hôn nhân của chúng tôi sở dĩ tới nước này có nguyên nhân của anh ta cũng có nguyên nhân của tôi tôi đề xuất ly hôn là kết quả sau khi bình tĩnh cân nhắc cho nên tôi hy vọng những người bạn các cậu sẽ tôn trọng quyết định của tôi cô ta ngửa đầu lên uống cạn chén rượu lương thành long yên lặng nhìn lâm thanh hồng Hắn cũng cầm chén rượu lên nói: "Cảm ơn mọi người, Thanh Hồng nói đúng, bất kể hôn nhân của chúng tôi cuối cùng sẽ đi theo hướng nào, tình bạn giữa tôi và mọi người đều sẽ không thay đổi. Cảm ơn mọi người đã giúp, Lương Thành Long tôi sẽ ghi nhớ phần tình cảm này ở tận đáy lòng." Gã cũng ngửa cổ lên uống cạn. Chuyện tình cảm của hai người, người khác cho dù là muốn giúp cũng bất lực, sau cùng vẫn phải dựa vào hai người bọn họ đi giải quyết. Khi Lương Thành Long đi toilet, Trương Dương sợ gã xảy ra chuyện gì, liền đi cùng gã lương thành long đặt tay lên vai trương dương nói người anh em tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu rồi không phải là mỗi người đều có thể điêu luyện trong tình cảm tôi bị thương rồi lần này tôi bị thương rồi hiện tại tôi mới phát hiện người tôi yêu nhất chính là cô ta tôi con mẹ nó ân hận lắm rồi trương dương cười nói anh hiện tại nói vậy thôi không lâu nữa anh khẳng định sẽ nảy mầm lại người khác không hiểu anh nhưng tôi chẳng lẽ còn không hiểu anh ư chó làm sao thôi ăn cứt được tôi không tin có đánh chết cũng không tin. Lương Thành Long nói, tôi sửa, tôi thật sự có thể sửa anh đổi, tôi không có bản sự ở trong vạn hoa mà không dính lá như cậu, cho nên tôi quyết định chọn một mà thôi. Trương Dương nói, khó lắm. Lương Thành Long bảo, ngày mai tôi phải đi rồi, trái tim này không thể yên được, tôi nói này, Thanh Hồng vì sao lại tuyệt tình như vậy tôi tuyệt tình như vậy. Tôi đã nói như vậy rồi mà cô ấy sao vẫn không tin tôi. Trương Dương nói, chắc là vì cô ấy vẫn đang giận lương thành long nói trình quốc bân khẳng định không phải là hạng tốt lành gì hắn một mực muốn tái hợp với thanh hồng tôi thấy bình rượu đó chính là hắn dở trò quỷ nếu thanh hồng không phải gặp được cậu khẳng định sẽ trúng bẫy của hắn trương dương cười nói anh bạn sao vậy uống nhiều quá à lương thành long nói không trong lòng tôi đang rất khố sở người anh em cậu nói xem vì sao chinh phục một nữ nhân lại khó như vậy trương dương nói không khó đâu Thật ra chinh phục không ngoài ba loại, một là chinh phục trên tâm lý, hai là chinh phục trên sinh lý, ba là chinh phục song trọng cả tâm lý và sinh lý. Mắt Lương Thành Long nhãn tình sáng lên, hắn kéo tay Trương Dương, "Anh bạn, cậu giúp tôi một lần đi." Trương Dương nói, "Giúp anh cái gì? Chinh phục Lâm Thanh Hồng ư, chuyện này tôi không giúp được gì." Lương Thành Long nói, "Còn nhớ bình rượu sau đó không?" Trương Dương nói, "Bình nào cơ?" lương thành long từ trong túi lấy ra một bình rượu inox bên trong có hai ba lạng rượu chỗ rượu này đều là lấy từ chỗ lâm thanh hồng bên trên có bỏ chút thuốc trương dương trợn mắt lên mẹ kiếp anh cũng bị ổi lắm lương thành long nói người anh em tôi thật sự là không còn biện pháp nào khác cậu cũng thấy rồi đó trên tâm lý tôi là không chinh phục được cô ta cậu giúp tôi đi cho cô ta uống chỗ rượu này khiến cô ta lặp lại trạng thái tối hôm đó cho tôi một cơ hội chinh phục cô ta trên sinh lý Trương Dương vừa lắc đầu vừa nhìn Lương Thành Long nói, Lương Thành Long à Lương Thành Long, tôi khinh bị anh, đổ thuốc với lão bà của mình, anh còn tính là người không? Lương Thành Long nói, tôi cũng không có biện pháp khác mà. Trương Dương nói, người anh em, tôi phải nhắc nhở anh, hiện tại có các nói hôn nội cưỡng gian, anh làm không khéo sẽ vì chuyện này mà vào tù đó. Lương Thành Long nói, không phải đã cưới rồi ư, cho dù sau chuyện cô ta tố cáo tôi cưỡng gian, tôi cũng nhận, nói sao tôi cũng phải nỗ lực thử một lần. Trương Dương Than, tôi sao lại quen loại người không biết liêm sỉ như anh nhỉ? Quân tử giúp người thì giúp cho chót, tôi sẽ giúp anh một lần, có điều thứ này tốt nhất đừng dùng, tôi có cái hay hơn. Lương Thành Long nói, có thứ hay hơn ư. Trương Dương nói, anh nghĩ xem, tối hôm nất chúng ta đều uống mao đài, anh lại đi đổ nữ nhi hồng vào chén cô ta, cho rằng với sự tinh minh của vợ anh mà cô ta không nhìn ra được gì ư lương thành long nói vậy phải làm sao bây giờ trương dương nói anh không phải lo lát nữa tôi sẽ xem tình thứ mà hành sự nói chung lâm thanh hồng lát nữa uống nhiều rồi anh lập tức đưa cô ta về nhà còn tiếp theo hai vợ chồng anh làm gì thì tôi không quan tâm lương thành long nói huynh đệ à nếu cậu có thể giúp tôi hoàn thành việc tốt này đại ân đại đức của cậu lương mỗ sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp trương dương cười mắng tôi coi như là phục anh rồi đó Chuyện khuyết đức như vậy mà anh cũng làm được. Trên người trương dương quả thực là có mang theo chút mê dược, bởi vì chuyện ở túy ông cư, hắn đặc biệt để chút thuốc trên người. Lúc quan kiện có lẽ sẽ mang tới chút tác dụng, không ngờ tôi nay lại để lương thành long dùng trước. Trương đại quan nhân mà muốn bỏ thuốc thì người khác căn bản không nhìn ra được. Sau khi quay về hắn chủ động chạm cốc với lâm thanh hồng, rồi thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc bột vào trong cốc của lâm thanh hồng. Trương đại quan nhân vẫn có chút áy náy tuy rằng là mang ý định giúp người ta, nhưng thủ đoạn của thằng ôn lương thành long này quả thực hơi xấu xa. Thuốc mà Trương Dương phối chế so với loại đó của túy ông cư thì lợi hại hơn rất nhiều, ừ, ước chừng tối nay lương thành long phải dồn hết 12 phần tinh thần mới có thể giúp Lâm Thanh Hồng giải trừ dược tính. Lâm Thanh Hồng không ngoài sở liệu uống rất nhiều, loại dược vật mà Trương Dương phối chế này đầu tiên là làm làm cho đối phương ngất đi. Nồng độ dược vật ở trong cơ thể đạt tới đỉnh phong phải sau một tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại Lâm Thanh Hồng không hề có gì khác thường. Cả đám người nhìn thấy Lâm Thanh Hồng uống nhiều rồi, cho rằng cô ta là tình tự kém nên dễ say, Trương Dương đề nghị kết thúc bữa ăn buổi tối hôm nay. Trần Thiệu Bân nói, Hải Tâm, hay là cô đưa Thanh Hồng về đi, mấy anh em chúng tôi ra ngoài uống thêm chút nữa. Lương Thành Long nói, hay là để tôi đưa, Thanh Hồng uống thành như vậy tôi cũng không yên tâm, thằng ôn này ngoài mặt thì làm ra vẻ rất lo lắng, nhưng trong bụng thì mừng thầm không thôi, không ngờ thuốc của trương dương quả thực có tác dụng trương dương nói đúng đậy để lương thành long tự mình đưa thanh hồng về đi cho hai người bọn họ cơ hội ở riêng với nhau trần thiệu bân cười nói rượu có thể loạn tính lương thành long anh nên nắm chắc cơ hội lương thành long cười mắng miệng chó không mọc được ngà voi gã đỡ lâm thanh hồng đã mơ mơ màng màng đi ra ngoài lâm thanh hồng cũng không rõ mình sao lại uống say như vậy hôm nay không uống nhiều mà cô ta làm sao có thể ngờ được Lương Thành Long thông đồng với Trương Dương hạ thuốc mê trong cốc của cô ta. Mấy người cùng nhau tiến Lâm Thanh Hồng, nhìn thấy Lương Thành Long đưa cô ta lên chiếc BMW đó. Trương Dương ghé vào, nhắc Lương Thành Long, người anh em, làm vừa phải thôi nhé. Lương Thành Long đắc ý cười nói, yên tâm đi, chờ chuyện này thành rồi, hai vợ chồng tôi sẽ xách gà vịt thịt bò tới biếu bà Mai Cậu. Trương Dương nói, đừng cảm ơn tôi, trăm ngàn lần đừng nói ra chuyện này là tôi làm. Hắn cũng trột dạ, nếu để Lâm Thanh Hồng biết hắn có phần tham dự, khẳng định xe không tha cho không tha cho hắn. Có điều ngẫm lại Lương Thành Long cũng đúng là xấu xa, loại biện pháp không biết xấu hổ này mà gã cũng có thể nghĩ đến được. Có điều Trương Dương cho rằng bọn họ dù sao cũng là hai vợ chồng, biết đâu có thể vì chuyện này mà hòa hảo với nhau. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này cho dù bại lộ thì hắn cũng sẽ chối bỏ, tuyệt không thừa nhận mê dược trong tay Lương Thành Long là hắn đưa. Nhìn Lương Thành Long lái xe rời đi, Trần Thiệu Bân nói với Đinh Triệu Dũng, tôi sao thấy là lạ, tối nay có phải là xảy ra chuyện gì đó không? Đinh Triệu Dũng nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Thường Hải Tâm ở bên cạnh nghe, biết mấy người bọn họ không phải là nói gì tử tế, đỏ mặt tránh sang một bên. Trần Thiệu Bân đề nghị tiếp tục đi uống rượu, Thường Hải Tâm nói với Trương Dương, tôi đi về trước đây, không làm ảnh hưởng tới các anh nữa trần thiệu bân rất nhiệt tình mời hải tâm đi cùng đi chúng ta vừa uống rượu vừa tán gấu thường hải tâm ngáp một cái nói thôi mấy hôm rồi không được ngủ ngon tôi về ngủ bù đây trần thiệu bân nói thời tiết không tồi sao lại ngủ không ngon thường hải tâm bị hỏi cho mặt nóng lên cô ta ngủ không ngon chẳng phải là vì trương dương ư hai ngày nay hắn mỗi tối đều lén lút lẻn vào trong phòng mình dày vò tới tận nửa đêm thường hải tâm thực sự có chút ăn không tiêu Trương Dương cười nói, đổi địa phương mới là vậy đó, chúng tôi đưa cô về trước. Lương Thành Long lái xe của Lâm Thanh Hồng, chiếc BMW của gã thì giao đinh Triệu Dũng, mấy người đưa Thường Hải Tâm về khách sạn thể dục thể thao. Sau khi nhìn Thường Hải Tâm đi vào cửa khách sạn, Trần Thiệu Bân cười thần bí, nói, đi thôi. Lệ đô, tôi mời khách. Đinh Triệu Dũng nói, Trương Dương là cán bộ quốc gia, cậu đừng làm cậu ta sa ngã. Trần Thiệu Bân cười ha ha, nói, gọi mấy cô em tới tiếp rượu có phải là phạm pháp đâu, đi nào. Mấy anh em, tới Nam Vũ mà không đến lệ đô chơi thì quá là đáng tiếc, tôi mời khách. Lần này nhìn thấy Trần Thiệu Bân, cảm giác thằng ôn này vững dạ hơn nhiều, xem ra thật sự ở ở thị trường hàng hóa kỳ hạn kiếm được không ít tiền. Trương Dương nói, nhìn cậu, tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là đắc trí, bản mặt nhà giàu mới nổi không sai vào đâu được. Trần Thiệu Bân nói, anh thì biết cái gì, tôi đây gọi là vận đen đã qua, cơn may lại tới, với đầu óc như của tôi, chú định là sẽ phát tài, các cậu cứ đợi đó mà xem, trước khi Hong Kong trở về Trung Quốc, tôi khẳng định có thể kiếm được 100 triệu, đến lúc đó tôi bỏ tiền, mời mọi người các cậu cùng tới Hong Kong xem lễ, thế nào? Thấy đủ nghĩa khí không? Đinh Triệu Dũng nói, hay là tùy tiện tìm một nơi nhỏ để uống rượu đi, loại địa phương như lệ đô rồng rắn hỗn tạp lắm. Nam võ cũng không phải là Đông Giang, chúng ta tốt nhất nên nhún nhường một chút. Trần Thiệu Bân nói, tôi bảo này, các cậu sao giờ biến thành đàn bà thế? Xã hội hiện giờ là một xã hội tiền bạc là trí thượng, chỉ cần có tiền, cậu đi đến đâu cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực. Trương Dương nói, thôi xong rồi, thằng bé này xong rồi, đầu óc bị giai cấp tư sản triệt để làm hủ bại sa đọa rồi. Ninh Triệu Dũng nói, nếu để cho cha cậu nghe thấy những ngôn luận này của cậu, kiểu gì cũng cầm chổi đập cho cậu một trận. Trần Thiệu Bân cười nói, nói ít thôi, mau lái xe đi, Tới lệ đô kiến thức một chút hộp đêm lệ đô là một hộp đêm nổi danh của nam võ tiêu phí ở lệ đô là nơi cao nhất ở vân an gái tiếp rượu ở đây cũng là xinh đẹp nhất nam võ hậu đài của lệ đô rất cứng lão bản tên là tào hiến pháp bình thường rất ít khi lộ mặt tổng giám đốc phụ trách lệ đô là tiền hữu minh người này trước đây thuộc giới nghệ sĩ cũng tính là bước nửa bước vào giới giải trí nhân mạch khá rộng đinh triệu dũng lái xe bmw của lương thành long tới ngoài cửa lệ đô lập tức có nhân viên phục vụ tới mở cửa xe giúp, Trần Thiệu Bân đi xuống, xem như đưa cho nhân viên phục vụ một tờ 10 đồng, người có tiền ra tay tất nhiên là hào phóng rồi. Đinh Triệu Dũng nói, Trung Quốc chúng ta không thịnh cái này. Trần Thiệu Bân nói, có tiền cũng khó mua được cao hứng, tôi nay tôi rất cao hứng. Ba người bước về phía cửa lệ đô, đi tới cửa, Trần Thiệu Bân mua ba vé, tiêu phí cơ sở vào cửa là 100, nói là có biểu diễn để xem. Trương Dương nói khẽ, nơi này có biểu diễn sắc tình không? Trần Thiệu Bân cười nói, vớ vẩn, Lệ Đô ở Vân An cũng tính là hộp đêm cao cấp, biểu diễn sắc tình cấp thấp không có đâu, nơi này được định vị là khá cao sang, người tới đây biểu diễn đều là danh nhân của giới nghệ sĩ Vân An, bình thường cũng thường có người có tiếng tăm trong nước tới đây biểu diễn. Chương 667, cứu tôi với. Trương Dương nói, 100 đồng để xem biểu diễn ư? Trần Thiệu Bân nói, thứ ngoài lề khẳng định là có, tôi ở Thượng Hải đã gặp nhưng nơi so với nơi này còn sang trọng hơn, có điều ai cũng nói gái Vân An sinh, người phục vụ ở đây đều là sinh viên học viện nghệ thuật đấy, cho nên đặc biệt tới đây để đại khai nhãn giới. Đinh Triệu Dũng nói, có hậu đài phải không, nếu không loại định phương này khẳng định 3 ngày hai lượt có người tra xét. Trần Thiệu Bân nói, nghe nói nơi này kinh doanh rất chính quy, tiếp rượu thì có, nhưng không có phục vụ sắc tình gì cả, còn khách nhìn chúng em nào thì bọn họ lén lút giao dịch ai mà biết được. Trương Dương nói, tôi không tin, loại địa phương này nếu không có phục vụ sắc tình mới là lạ đó. Trần Thiệu Bân nói, các cậu nói xem tối nay Lương Thành Long liệu có thừa dịp Lâm Thanh Hồng say rượu, làm gì cô ta hay không? Đinh Triệu Dũng và Trương Dương đồng thời bật cười, Trương Dương nói, cậu hiếu kỳ như vậy sao không đi theo Lương Thành Long mà dình? Trần Thiệu Bân nói, tôi không có cái sở thích đó, hơn nữa, bỏ qua mỹ nữ như mây của lệ đô mà không nhìn, tôi đi dình sinh hoạt vợ chồng của đôi vợ chồng già ấy làm cái gì? Tôi có bệnh à? Ba người vừa nói vừa đi vào lệ đô, trong ấn tượng của Trương Dương, phong cách trang hoàng của hộp đêm trong nước tương tự như nhau, đèn rất tối, cách nhau một thước là không nhìn rõ đối phương trông như thế nào, đèn như vậy khiến bầu không khí có chút ám muội trên mặt gái tiếp rượu thì vĩnh viễn chát một lớp phấn dày, ở dưới ánh đèn khiến cho người ta cảm giác giống như nhựa plastic, không có một chút sinh khí nào cả. Lệ đô trên đại thế cũng không sai biệt lắm, có điều gái ở nơi này đều rất trẻ tuổi, mặt mũi cũng thanh thuần điềm mỹ. Khi bọn họ đi vào hộp đêm, trên sân khấu đang có một cô gái ôm đàn guitar ngồi ở trên ghế, hát một ca khúc tiếng Anh. Hiện trường rất yên tĩnh, nhìn ra được khách nhân đều đang nghe của cô ta đàn hát, cô gái hát không tồi, Trương Dương nghe ra bài này là bài, ngày xưa quay lại, sau khi trở về từ nước Mỹ, Trương Đại Quan Nhân ý thức được sự quan trọng của học tốt tiếng Anh, dưới sự chỉ điểm của Thường Hải Tâm mỗi ngày đều học chút tiếng Anh, nghe vài ca khúc tiếng Anh, bài hát này hắn cũng nghe nhiều lần rồi, rất quen và cũng rất thích. Trần Thiệu Bân gọi một bao xương, vị trí của bao xương rất tốt, từ nơi này bọn họ vừa hay có thể nhìn thấy biểu diễn trên sân khấu. Đinh Triệu Dũng cầm lấy đơn rượu, nhìn giá bên trên, tất cả so với giá bình thường đều cao hơn gấp hai lần, Đinh Triệu Dũng nói, lừa người ta à, một bình chi hoa sĩ 15 năm mà đòi tới 1.800. Trần Thiệu Bân cười nói, gọi hai bình, tôi chi. Trương Dương nói, tôi không uống quen thứ này, cho tôi lốc bia. Hắn cũng ghé lên trước nhìn, một lốc giá 188 đồng, giá này không phải là đắt bình thường. Trần Thiệu Bân thì thầm vài câu vào tai cô gái trưởng kíp, chỉ chốc lát sau, có sáu cô gái tiếp rượu đi tới, Trần Thiệu Bân chọn trước cho mình một cô, lại bảo Đinh Triệu Dũng và Trương Dương chọn, trương dương đối với loại chuyện này cũng không có bao nhiêu hứng thú có điều nếu đã tới thì cứ vui một chút đi hắn chỉ vào cô gái gầy yếu đứng ở bên cạnh đinh triệu dũng cũng chọn một cô tố chất của những cô gái này không tồi ngồi xuống bên cạnh họ rồi quy củ rót rượu trò chuyện và uống chút rượu khách nhân nếu không chủ động ra tay các cô cũng sẽ không bán sắc quần áo cũng không có hở hang như kiểu thường thấy ở hộp đêm trương dương đặt tay lên vai cô gái bên cạnh cô gái đó cũng không cự tuyệt biểu hiện rất tự nhiên. Trần Thiệu bân cợt nhà nói, bao nhiêu, bọn họ có đi ngoài không? Cô gái đó rất rụt rè cười cười, tiên sinh, lệ đô chúng em là nơi chính quy, không có loại phục vụ này. Trần Thiệu Bân khạc một tiếng, có quỷ mới tin được. Trương Dương cảm thấy rất thú vị, thủ pháp kinh doanh của lệ đô rất khác với hộp đêm thông thường. Trương Dương cũng đã tới rất nhiều nơi như thế này, đi tới đâu cũng là gái tranh nhau ùa tới. Hận không thể nuốt sống đám người có tiền này, nhưng nơi này thì lại khác, gái của nơi này đều lộ ra vẻ thanh cao, tuy loại thanh cao này rất có khả năng là ngụy trang, có điều như vậy đã khiến lệ đô có vẻ xa hoa hơn những địa phương khác rồi. Trần Thiệu Bân không tin như vậy, ôm cô gái đó, thấp giọng kề tai nói nhỏ với cô ta. Thính lực của Trương Dương không tầm thường, tuy rằng Trần Thiệu Bân nói rất nhỏ, nhưng hắn tầm thường, Trần Thiệu Bân tăng giả lên tới một ngàn, nhìn thấy cô gái đó rụt rè mà thẹn thùng gật đầu. Trần Thiệu Bân nhếch môi đắc ý chừng mắt nhìn Trương Dương, tôi đã nói rồi, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Hắn giơ tay lên vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn của cô gái đó một cái, cô gái đó hét khẽ một tiếng, chút căng thẳng rút rè vừa rồi liền biến mất tâm, hờn rỗi dựa sát vào lòng Trần Thiệu Bân. Trương Dương thì không có động tác quá đáng gì, hắn cầm chai bia lên nói uống đi. Khi hắn uống, ba cô gái tiếp rượu cùng nhau uống cùng, bọn họ không phải là tham rượu, mà là bồi tiêu tiền, uống càng nhiều thì tốn càng nhiều phần trăm được chia của họ cũng cao hơn sau khi mấy chai rượu vào bụng mấy cô gái giả vờ thanh cao đều lộ nguyên hình giọng các lúc càng lớn động tác cũng càng lúc càng tự nhiên như hận không thể dám sát lên người bọn trương dương trần thiệu bân vừa bóp ngực cô gái ở bên cạnh hắn vừa nói anh nói này các em giả vờ thanh thuần làm cái gì chân thật một chút có được không cô gái ở bên cạnh trương dương tựa vào đầu vai hắn cười khúc khích nói, không phải là nam nhân đều thích gái thanh thuần ư. Trần Thiệu Bân nói, các em tưởng thằng đàn ông nào cũng ngu à, tới hộp đêm tìm thanh thuần. Con mẹ nó không phải là nghìn lẻ một đêm ư. Trương Dương cũng cười. Cô gái ở bên cạnh hắn đặc biệt uống rất giỏi, lại rót một ly rượu vang, vẫy tay với nhân viên phục vụ, cho thêm hai bình chi hoa sĩ đi, loại 15 năm và thêm hai lốc bia nữa. Trương Dương cười nói, giúp ông chủ của các em đẩy mạnh tiêu thụ rượu hay là không tiếc dư lực. Cô gái bị hắn nói ra động cơ, không khỏi cười nói, đây là công tác của bọn em mà, bọn em đương nhiên phải dốc sức vì công việc rồi. Trần Thiệu Bân nói, có dốc sức vì công việc hay không thì lát nữa mới biết, công tác của các em không chỉ là bán rượu, trọng điểm còn ở về sau. Đồ xấu xa, cô gái ở bên cạnh hắn giả vờ đấm lên vai hắn, Trần Thiệu Bân cười ha ha. Trương Dương đối với loại chàng hư tình giả ý này sớm đã chán ghét, hắn đứng dậy đi WC, khi đang tiểu tiện thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái tóc tai toán loạn đi vào, cô ta cắm đầu vào bồn tiểu nôn thốc nôn tháo. Trương Dương không khỏi nhíu mày, cô gái tiếp rượu này ngay cả WC nam hay nữ cũng không phân được rõ ràng ư, hắn vội vàng kéo khóa quần, bảo bối nhà mình cũng không thể để cho người khác nhìn miễn phí được. Cô gái đó nôn xong liền đi tới bồn rửa mặt, lúc này cô ta mới chú ý tới trương dương đang đứng đó không khỏi hét lên một tiếng lưu manh trương dương thật sự là dở khóc dở cười hắn mặc kệ cô gái đó cũng đi tới bồn rửa mặt để rửa tay cô nhìn cho rõ đi đây là toilet nam hay toilet nữ hắn nhận ra cô gái này là cô vừa rồi đứng ở trên sân khấu hát bài ngày xưa quay lại cô gái đó lúc này mới hiểu ra có điều vẫn rất ngang ngạnh toilet nam thì sao nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy ai uống say hà trương dương lười chẳng muốn so đo với cô ta làm gì rửa tay xong đang chuẩn bị đi thì cửa bị bốn gã đại hán đẩy ra cô gái đó nhìn thấy bọn họ vào liên sợ quá trốn ra sau trương dương tên đại hán chọc đầu đi đầu trên mặt có một vết sẹo trông rất hung hãn chỉ vào cô gái đó nói tiện nhân tao xem mày chạy được đi đâu nào cô gái đó nói lý đại ca, tôi không phải muốn chạy tôi là không uống được tôi vừa nôn hết rượu ra rồi trương dương nói cô bỏ tôi ra Tôi còn phải đi. Cô gái đó giống như là một người chết đuối tóm được phao cứu mạng, tóm lấy cánh tay Trương Dương không buông, nhìn ra được là cô ta đang sợ, tay cũng run run. Cái tên được gọi là Lý lão đại đi tới giơ tay lên muốn tát Trương Dương, Trương Dương nói, làm gì thế? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động thủ, nơi này là trốn công cộng. Mấy người đều súng lên, Lý lão đại hung thần ác sát nói, muốn chết à? Với tính tình của Trương Dương trước đây thì đã sớm đánh cho đám người này răng rơi đầy đất rồi, có điều hắn thấy như vậy là không cần thiết, hai bên hắn đều không quen, hắn tối nay đến lệ đô là để thả lòng và uống rượu, cũng không phải là đến để đánh nhau. Trương Dương nói, anh nói chuyện khách khí một chút. Đôi mắt trâu của Lý Lão Đại trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào Trương Dương, đám lưu manh này bình thường đều cản dỡ quen rồi, nhưng khi gặp phải ánh mắt lãnh khốc của Trương Dương thì trong lòng cũng thấy run sợ, người lăn lộn trong xã hội trước tiên là phải biết nghe tiếng đoán sắc từ vẻ mặt của trương dương hắn đã cảm thấy người thanh niên này không dễ chọc lý lão đại nói việc này không liên quan gì tới anh lúc này đinh triệu dũng cũng vào toilet nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi cả kinh đi tới nói sao thế trương dương nói không có gì cả lý lão đại bước lên tóm lấy cánh tay cô gái đó lôi cô ta ra ngoài cô gái đó hét váng lên rồi lại ôm chặt lấy cánh tay trương dương Trương Dương thực sự có chút bất đắc dĩ, hắn nói với Lý lão đại, anh có chuyện gì thì từ từ nói, làm như vậy nữa là tôi báo cảnh sát đây. Lý lão đại nói, báo cảnh sát à? Tôi sợ anh chắc, thiếu nợ thì phải trả tiền, nếu còn không trả thì tôi mang cô ta đi bán. Cô gái đó khóc thút thít, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Trương Dương không buông, hôm nay cô ta xem như đã bám chặt lấy Trương Dương rồi. Trần Thiệu Bân thấy Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đi lâu như vậy mà vẫn chưa về cũng tìm tới toilet, nhìn thấy xảy ra chuyện vội vàng chen vào, cái đám lưu manh xã hội này căn bản là không đáng lọt vào mắt họ, Trần Thiệu Bân nói, làm gì vậy? Mấy thằng đàn ông đi khi dễ một cô gái, mặt dày thế. Lý Lão Đại nói, các anh đừng có xen vào việc của người khác, cô ta nợ tôi tiền. Anh giúp cô ta trả à? Trần Thiệu Bân đại khái là vì chút rượu, nghe thấy chữ tiền rất khinh thường cười nói, bao nhiêu? Lý Lão Đại giơ hai ngón tay ra, hai ngàn. Cô gái đó nói, một ngàn thôi, tôi chỉ mượn có một ngàn đồng. Tức giận nói, tức giận nói, tao con mẹ nó cho vay không lấy lãi à? Mày con mẹ nó coi chỗ tao là viện chữ thập đỏ ư? Trần Thiệu Bân từ trong túi ngược lấy ra một sấp tiền mặt, rút ra 20 tờ ném cho Lý Lão Đại, cút đi được bao xa thì cút bấy nhiêu xa đi, đừng con mẹ nó ở đây làm ồn. Mấy tên lưu manh có tiền rồi quả nhiên không gây chuyện nữa, quay người bỏ đi. Cô gái đó cuối cùng cũng buông cánh tay Trương Dương ra, có điều lại tóm dính lấy Trần Thiệu Bân, vị đại ca này, anh thực khẳng khái, cảm ơn anh. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đối với loại gái làng chơi này cũng không có hảo cảm lắm, bởi vì cô ta mà vừa rồi Trương Dương thiếu chút nữa ra tay đánh người. Trần Thiệu Bân ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta thì không khỏi nhíu mày, tôi nói này, một cô bé như cô không ở nhà, ra ngoài lăn lộn làm cái gì? Xã hội hiểm ác, không cẩn thận một chút là chịu thiệt ngay may mà gặp được chúng tôi đó. Cô gái đó ở một cái rồi nói, đại ca, tôi mời các anh uống rượu được không? Trương Dương lạnh lùng nói, mời chúng tôi uống rượu ư. Cô có tiền à, câu này khiến cho cô gái đó tắc tị. Cô ta nếu có tiền, vừa rồi cũng sẽ không bị người đuổi theo đòi nợ thành như vậy. Trần Thiệu bân giấy khỏi cô gái đó, cùng Trương Dương quay về bao xương, trải qua khúc sen giữa này, ba người cũng không còn tâm tình uống rượu, Đinh Triệu Dũng nói, loại chuyện này ở hộp đêm là có thể gặp thường xuyên, thôi, đi đi. Trương Dương cầm lấy cốc bia uống nốt rồi thở dài, nói, đi thôi, ở đây chơi cũng không vui. Trần Thiệu Bân cam giận nói, tâm tình đang tốt lại bị bọn vô lại quấy rối. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng hình ở phía trước, vẻ mặt trong nháy mắt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng cũng thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, liền thấy cô gái bị đuổi theo đòi nợ vừa rồi đang khoác tay Lý Lão Đại, dưới sự vây quanh của một đám lưu manh đi qua bao xương của bọn họ ba người bọn họ mắt đều trợn tròn lên thì ra cô gái đó là thông đồng với bọn lưu manh lừa tiền họ trần thiệu bân trong lòng bốc lửa hắn luôn cho rằng mình rất tinh minh tối nay không ngờ lại bị một cô gái lừa có thể không tức được ư trần thiệu bân bỗng nhiên đứng dậy lại bị trương dương kéo xuống trương dương nói thôi bỏ đi bỏ đi ư trần thiệu bân hỏi ngược lại gã vốn cho rằng vốn cho rằng sức nhẫn nại của Trương Dương so với gã còn thấp hơn, nhưng không ngờ Trương Dương lại có thể nuốt trôi cục tức này. Trương Dương nói, loại trường hợp này, không thích hợp gây chuyện. Trương Dương vẫn là có chút cố kỵ, hắn là một cán bộ quốc gia, nếu thật sự gây chuyện, để người ta biết hắn ra vào hộp đêm, ảnh hưởng khẳng định không tốt, theo sự đề thăng của quan vị. Trương Đại Quan Nhân cũng bắt đầu hiểu được phải chú ý ảnh hưởng quần chúng. Trần Thiệu Bân cuối cùng vẫn khống chế được cơn tức, Cùng Trương Dương và Đinh Triệu Dũng rời khỏi hộp đêm lệ đô, mấy người khi ra tới cửa vừa hay gặp một đám người từ bên ngoài đi vào, một người trong đó kinh hỉ nói chủ nhiệm Trương, cậu sao lại ở đây? Trương Dương ngẩn ra, càng là không muốn gặp người quen thì càng gặp phải người quen, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức yên tâm, người chào hỏi chính là ông chủ tập đoàn tinh toản Cha Tấn Bắc, bên cạnh Cha Tấn Bắc còn có hai người bạn hợp tác làm ăn, y cười cười đi tới trước mặt Trương Dương. Trương Dương bắt tay y, cha tổng, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Cười nói, "Nơi này là nơi mà nam nhân thích đến nhất, chứng tỏ chúng ta trên phương diện sở thích là giống nhau." Cả đám người đều bật cười, Trương Dương giới thiệu Đinh Triệu Dũng và Trần Thiệu Bân với cha Tấn Bắc, thanh danh của cha Tấn Bắc ở thương giới rất lớn, Trần Thiệu Bân và Đinh Triệu Dũng đều là người làm ăn, bọn họ đối với tiếng tăm của cha Tấn Bắc có thể nói là nghe danh đã lâu, nghe nói người ở trước mặt chính là long đầu lão đại của ngành đá quý trong nước, cả hai đều có lòng muốn níu kéo quen hệ cha tấn bắc nói đừng đi vội cùng nhau uống thêm vài chén đã tôi mời trần thiệu bân nói nơi này là hắc điểm chúng ta đổi chỗ khác đi hắn vẫn còn chưa quên được chuyện vừa rồi câu này vừa được nói ra người đàn ông ở bên trái cha tấn bắc không khỏi nhíu mày cha tấn bắc lại mỉm cười y nói với người đàn ông đó lão tào tôi sớm đã nói với anh rồi lệ đô này là một hắc điếm nhìn xem không phải một mình tôi nói như thế đâu nhé thì ra người đàn ông đó là ông chủ tàu hiến pháp của lệ đô. Tàu hiến pháp nói, có chuyện gì vậy? Trần Thiệu Bân nghe nói y chính là ông chủ của lệ đô, liền kể lại từ đầu chí cuối chuyện vừa rồi. Tào Hiến Pháp gật đầu nói, đi thôi, quay lại uống rượu, chuyện hôm nay, tôi lập tức sẽ có câu trả lời cho các cậu. Bọn họ vào bao gian của lệ đô rồi ngồi xuống, rất nhanh quản lý tiền hữu minh của lệ đô liền chạy tới, Tào Hiến Pháp gọi hắn tới bên cạnh rồi thấp giọng thì thầm vài câu. Trương Dương đã đoán được tối nay có kịch hay để xem rồi. Cha Tấn Bắc nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói khu đất sân thể dục nam tích tạm gác lại đó hả? Trương Dương gật đầu, hắn nhớ tới lúc trước khư phượng tiên từng đại biểu cha Tấn Bắc tới nam tích tranh thầu khu đất sân thể dục. Có lẽ cha Tấn Bắc đối với khu đất đó vẫn còn có hứng thú. Trương Dương nói, vương quân giao đã chết, tập đoàn tập đoàn của cô ta đã từ bỏ quyền khai thác khu đất đó, chắc là phải tiến hành đấu thầu lại rồi. Cha Tấn Bắc nói, động tĩnh lần này của Nam Tích rất lớn, một lần có nhiều quan viên xuống ngựa như vậy, trong chính đàn quốc nội cũng không gặp nhiều đâu. Trương Dương mỉm cười nói mỉm cười nói, quyết tâm phản hủ sướng liêm của Bí Thư Kiều là rất lớn, phong ba lần này đối với sự phát triển lâu dài của Nam Tích mà nói là rất có lợi, không thanh trừ được đám quan viên này ra khỏi đảng của chúng tôi, chúng tôi sao có thể giành được sự tín nhiệm của người dân, đoàn đội lãnh đạo của chúng tôi làm sao có thể dám nói tới hiệu suất. Cha tấn bắc cười nói, miệng lưỡi nhà quan, miệng lưỡi nhà quan của chủ nhiệm trương càng lúc càng hay. Trương Dương cũng xấu hổ cười cười. Hai người đi cùng cha tấn bắc một người là ông chủ tàu hiến pháp của lệ đô, một người là lão tổng chu tông vạn của công ty thực phẩm hoa hoa hương của tỉnh Vân An chu tông vạn. Mấy người sau khi làm quen liền vừa uống vừa tán gẫu. ba người bên phía Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi, nhưng bọn họ không ai là không có bối cảnh thâm hậu, đám xí nghiệp gia dân doanh Chu Tông Vạn và Tào Hiến Pháp cũng không bởi vì bọn họ trẻ tuổi mà sinh ra khinh thị. Cửa phòng mở ra, quản lý lệ đô tiền hữu mình dẫn Lý Lão Đại và cô gái đó bước vào, vẻ mặt của hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn lên. Tào Hiến Pháp nói với Trần Thiệu Bân, Trần Tiên Sinh, vừa rồi là bọn họ ư. Trần Thiệu Bân gật đầu. Tào Hiến Pháp nói, quỳ xuống. Lý Lão Đại và cô gái đó không dám nói tiếng nào, bịch một tiếng quỳ hai chân xuống đất từ đó có thể thấy tào hiến pháp ở lệ đô có quyền uy tuyệt đối tào hiến pháp nói ở lệ đô lăn lộn kiếm ăn thì được nhưng bất kỳ ai muốn làm tổn hại tới danh dự của lệ đô muốn lợi dụng lệ đô để làm tổn hại tới lợi ích của khách tôi sẽ đập vỡ bát cơm của hắn lý lão đại cúi đầu nói tào tổng xin lỗi cho tôi một cơ hội đi tào hiến pháp nói tự vả vào, vào miệng mình lý lão đại ngây ra một chút rồi giơ tay lên bốc một tiếng tát vào mặt mình, tào hiến pháp như không nhìn thấy gì, nói với Trần Thiệu Bân, Trần Tiên Sinh, chuyện hôm nay thật sự là rất xin lỗi. Tôi gần bận mấy việc khác, lơ là quản lý lệ đô, cho nên mới xuất hiện loại chuyện này, về sau tuyệt sẽ không xảy chuyện tương tự nữa đâu. Y không nói dừng lại, Lý Lão Đại cũng không dám dừng, cứ vậy tát vào miệng mình từng cái một, xuống tay rất nặng, chỉ chốc lát sau, mặt đã sưng vù lên. Tiền hữu minh đặt một tập tiền dày xuống trước mặt Trần Thiệu Bân, Trần Tiên Sinh, ở đây là 2.000 đồng của ngài và tất cả tiêu phí tối hôm nay, để bày tỏ sự ái này đối với tao ngộ tối nay, tất cả tiêu phí tối nay do lệ đô chúng tôi phụ trách. Trần Thiệu Bân mặt mày tươi giói, cục tức đó cuối cùng cũng coi như chút được rồi, gã cười nói, khách khí rồi, 2.000 này tôi cầm, còn đâu thì vẫn để lại trả. Tào Hiến Pháp nói, Trần Tiên Sinh, các cậu là bằng hữu của cha Tiên Sinh, cũng coi như là bằng hữu của tôi, về sau cửa lớn của lệ đô vĩnh viễn mở chào đón các cậu, nếu cậu đã coi tôi là bạn thì nhất định phải cầm lại tiền. Cha Tấn Bắc cười nói, Thiệu Bân à, tôi thấy chuyện này cứ vậy đi, ông chủ tàu tài đại khí đại thô, để anh ta mời khách là rất bình thường, tôi đến lệ đô chưa bao giờ phải tốn tiền cả, rượu của bọn họ đều bán với giá trên trời, tôi không cam lòng bị chém đâu. Mọi người đều bật cười. Lý Lão Đại vẫn quỳ ở đó tự tát vào mặt mình. Tào Hiến Pháp nói, được rồi, cút đi sau này không cho phép anh được bước một bước vào lệ đô. Lý lão đại nghe thấy câu này, như chút được gánh nặng đứng lên rời khỏi đây, cô gái đó cũng muốn đi theo nhưng lại bị Tào Hiến Pháp gọi lại, tôi cho cô đi à? Cô gái lại quỳ xuống. Tào Hiến Pháp nhìn cô ta một cái rồi nói, cô là con gái của lão Dương Ư. Cô gái đó gật đầu, mắt đỏ bừng lên, rất đáng thương nói, Tào Tổng, là tôi. Tào Hiến Pháp cảm khái nói, cha cô là bằng hữu nhiều năm với tôi, đáng tiếc anh ta đi quá sớm. Cô tên là Dương Ảnh nga. À? Cô gái gật đầu, Tào Tổng, tôi về sau không dám nữa, không dám nữa đâu. Tào Hiến Pháp nói, cô dâng rượu nhận sai với mấy người khách này đi. Dương Ảnh dạ một tiếng, cầm chén rượu trên bàn lên đưa vào tay Trương Dương, kho mình với hắn một cái rồi nói, tiên sinh, xin lỗi. Trương Dương cũng không phải là người nhỏ nhen, nhìn thấy Tào Hiến Pháp bảo cô ta tới đây dâng rượu nhận sai, Mục đích chính là muốn bỏ qua chuyện này, Trương Dương cười nói, bỏ đi, sau này đừng làm những việc này nữa, để tránh ảnh hưởng đến sinh ý của Tào tiên sinh. Hắn một ngụm uống hết chỗ rượu đó. Dương Ảnh nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Tào Hiến Pháp nói, cô đi ra ngoài đi, về sau đừng tới Lệ Đô hát nữa. Sau khi Dương Ảnh khi rời khỏi, Tào Hiến Pháp cầm chén rượu lên nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, thật sự là ngại quá, tôi gần bỏ bê quản lý Lệ Đô, cho nên mới xuất hiện nhiều sơ suất như vậy có chỗ nào thất lễ mong anh bỏ quá cho. Trương Dương cười nói, không có gì chuyện gì to tát cả, chuyện không vui chúng ta đừng nhắc tới nữa. Cha Tấn Bắc nói, đúng vậy, chuyện không vui đừng nhắc tới nữa, chúng ta uống rượu thôi. Chu Tông Vạn rất ít nói chuyện, Trương Dương chủ động nói với y vài cậu, thông qua nói chuyện mới biết, thì ra Chu Tông Vạn có một nhà máy ở khu khai phá Nam Thích, hiện tại đã chính thức sản xuất, về sau bọn họ khẳng định sẽ thường xuyên gặp mặt. Chu Tông Vạn nghe nói Trương Dương đang bận chuẩn bị công tác vận hội tỉnh, rất vui vẻ tỏ ý bảo tập đoàn Hoa Hoa Hương của Y nguyện ý tài trợ tất cả đồ uống và nước khoáng. Vì sự sáng khoái của Chu Tông Vạn, Trương Dương lúc này liền uống ba chén với Y. Cha Tấn Bắc kéo Trương Dương sang một bên, ghé vào tai hắn nói khẽ tối nay muốn chơi thế nào thì cứ việc chơi, tất cả để lão tảo an bài. Trương Dương cười nói, tôi buổi tối còn phải tới nhà ga đón người, giờ phải đi rồi. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng không phải là một cán bộ cứng nhắc, nhưng lai vãng với đám người làm sinh ý, hắn vẫn phải lưu lại một chút tâm nhãn, chỉ hơi không cẩn thận một chút là sẽ bị những người này nắm thóp, nói không chừng lúc nào đó sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Trương Dương quen cha Tấn Bắc đã được một đoạn thời gian khá dài, đối với phong cách hành sự của cha Tấn Bắc cũng nắm được ít nhiều, cùng với loại thương nhân gian xảo này tốt nhất phải bảo trì một đoạn khoảng cách. Trương Dương tìm một cái cớ rồi rời khỏi, Đinh Triệu Dũng cũng đi theo. Trần Thiệu Bân thì ở lại, bởi vì duyên cớ kinh thương hiện tại của Trần Thiệu Bân, hắn rất thích đi lại với những thương nhân lớn nổi danh trong nước, muốn mượn cơ hội này để xây dựng quan hệ tốt với họ, sau này đối với phát triển sinh ý của hắn cũng có lợi ích rất lớn. Hai người Trương Dương và Đinh Triệu Dũng quay lại vào xe, nhìn ánh đèn đèn nê ông lóe ra từ lệ đô, Trương Dương thở dài nói, tôi càng lúc càng không thích những nơi như thế này, ở đây giữa người và người luôn là hư tình giả ý, Đinh Triệu Dũng nói, Tào Hiến Pháp chắc không phải là làm nghề gì nghiêm chỉnh, Lý Lão Đại đó rất sợ y. Trương Dương nói, cái đó không liên quan gì tới chúng ta. Đinh Triệu Dũng cười nói, cha Tấn Bắc và Chu Tông Vạn đều là nhân vật phong vân của thương giới, lần này thu hoạch của cậu không nhỏ, Chu Tông Vạn chủ động muốn tài trợ vận hội tỉnh lần này. Trương Dương nói, người này tạo cho tôi cảm giác không tệ lắm, coi như là một xí nghiệp gia thiết thực. Đinh Triệu Dũng nói, không biết vì sao tôi lại có cảm giác rất không tốt đối với Tào Hiến Pháp. Trương Dương ngáp một cái rồi nói, đi thôi, mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi còn phải họp nữa. Đinh Triệu Dũng nhìn đồng hồ, đã là hai rưỡi sáng rồi, hắn vừa mới khởi động xe BMW thì di động của Trương Dương đổ chuông, Trương Đại Quan Nhân bắt máy, là Lương Thành Long gọi tới, thằng ôn này hữu khí vô lực nói, cứu mạng. Cứu mạng, Trương Dương nói, sao thế? Lương Thành Long hữu khí vô lực nói, sáu lần, sáu lần, tôi con mẹ nó sắp chết đến nơi rồi, cậu con mẹ nó hại tôi, mau mau đưa cho tôi thuốc giải đi. Trương Dương cố nén, hỏi rõ nơi Lương Thành Long đang ở, bảo Đinh Triệu Dũng lái xe tới đó. Đinh Triệu Dũng trên đường cũng hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thuyết chút nữa thì ôm bụng cười nất. Hai người vội vàng tới khách sạn Hán Phong ở ngoại ô phía tây thành phố Nam Võ, tới phòng 1818 của Lương Thành Long, ấn chuông cửa, một lát sau nhìn thấy Lương Thành Long ra mở cửa, thằng ôn này sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, giống như vừa bị bệnh nặng, nhìn thấy Trương Dương ở ngoài cửa, nước mắt thiếu chút nữa thì tuôn rơi, hai tay tóm lấy cánh tay Trương Dương, giống như nhìn thấy thân nhân, cậu tới rồi. Đinh Triệu Dũng nhìn thấy bộ dạng này của gã, khà một tiếng bật cười, gã tránh sang một bên, ôm bụng ngồi xuống đất. Trương Dương cũng vui đến cực điểm, vết miệng cười nói, sao lại thành thế này? lương thành long nói người anh em tôi xin cậu thuốc giải đâu mau cho tôi thuốc giải cô ấy bị tôi trói lại rồi bảy lần tôi con mẹ nó chịu không nổi nữa rồi cứ tiếp tục như thế này ngày mai chắc tôi biến thành xác ướp mất trương dương đưa một viên thuốc cho gã chỉ vào phòng đối diện đinh triệu dũng che miệng mở cửa phòng đối diện gã vừa ở dưới lầu thuê phòng xong lương thành long như lấy được trí bảo quay người dầm một tiếng đóng cửa phòng lại trương dương cười cười lắc đầu quay vào phòng mà đinh triệu dũng vừa thuê hai người vừa vào phòng thì đồng thời bật cười đinh triệu dũng chỉ vào trương dương cười đến nỗi chảy cả nước mắt cậu đó quá khuyết đức không sợ báo ứng hà trương dương cười nói có phải tại tôi đâu toàn là lương thành long tự mình dính vào họa đang nói chuyện thì lương thành long gõ cửa thằng ôn này sau khi cho lâm thanh hồng uống thuốc giải lâm thanh hồng cuối cùng cũng tính là yên tĩnh hiện tại đã nằm ngủ lương thành long hai chân mềm nhún vừa vào trong phòng thì dầm một tiếng quỳ xuống trương dương vội vàng đi tới đỡ gã người anh em đừng như vậy sự giúp đỡ của tôi cũng chưa đến mức để anh phải hành đại lễ như vậy đâu lương thành long vẻ mặt đau khổ kêu lên trương dương tôi hận cậu con mẹ nó có kiểu hại người như cậu à trương đại quan nhân vẻ mặt vô tội nói anh bảo tôi giúp anh tôi giúp anh rồi mà sao anh vẫn chưa vừa lòng à lương thành long nằm xuống đất ôi tôi gãy mất cả lưng rồi. Tôi lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ thử. Một đêm bảy lần, con mẹ nó mệt đứt cả hơi. Đinh Triệu Dũng vừa uống một ngụm trà, nghe thấy vậy lại phun ra. Lương Thành Long nói, các cậu đều là động vật máu lạnh, một chút lòng đồng tình cũng không có. Trương Dương nói, âm mưu của anh hiện tại đã thực hiện được rồi, phải cao hứng mà đúng chứ. Đinh Triệu Dũng vẻ mặt xấu xa nói, ôn lại mộng nguyên ương, cảm giác không tồi phải không nào lương thành long thở dài thở ngắn nói thể lực không đủ so với chạy marathon còn mệt hơn tôi phải ngủ một giấc đã các anh sáng sớm mai gọi tôi nhé tôi không được rồi không được rồi trương dương nói anh không thể ngủ ở đây được anh nghĩ xem nếu để lâm thanh hồng biết chúng tôi ở đây kiểu gì cũng cho rằng là chúng tôi thông đồng với anh hại cô ta phải lại hai người tối qua cực khổ như vậy ngày mai cô ta tỉnh dậy không thấy ai ở bên cạnh thì sao ngàn vạn lần đừng để người khác thừa cơ chui vào lương thành long nói chui vào cái gì tôi ngay cả mạng còn không còn đây này đàn bà đúng là hổ mà ăn người không nhả xương đầu lem bem thì lem bem nhưng thằng ôn này vẫn lết thân thể mệt mỏi về phòng lương thành long về chưa được bao lâu liền tiến vào mộng đẹp ngày hôm sau khi tỉnh lại mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu nhìn sang bên cạnh lâm thanh hồng chẳng biết đã đi đâu ở trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy bên trên viết bốn chữ tiểu nhân ti bỉ lương thành long nhìn tờ giấy đó cười khổ nói tiểu nhân ti bỉ. Những năm này làm tiểu nhân cũng không dễ dàng gì. chương 668, ô nhiễm nước. Giải điền kinh toàn quốc lần này trên chỉnh thể có thể dùng từ không ấm không nóng để hình dung, nếu không phải nghiêu gia quân đến, rất nhiều người thậm chí không biết nam võ có một giải đấu như vậy, trừ trận đấu có nghiêu gia quân tham gia còn có nhiều người xem ra, các mục thi đấu khác căn bản là không ai thèm hỏi thăm, Trương Dương cũng quan sát mấy trận, nhìn thấy chàng diện giải thi đấu có tính toàn quốc mà còn lạnh lẽo như vậy, hắn đối với số người đến xem vận hội tỉnh Bình Hải năm nay cũng không dám quá mức lạc quan. Sau khi xem xong hạng thi đấu chạy 100 mét, Lý Hồng Dương chỉ vào mấy người ngồi thưa thớt trên khán đài, nói chủ nhiệm trương, giải điền kinh toàn quốc so với vận hội tỉnh của chúng ta quy mô còn lớn hơn, vậy mà anh thấy đấy. Chẳng có được bao nhiêu người tới xem cả, độ chú ý của Điền Kinh ở trong nước chúng ta thật sự là rất thấp. Thường Hải Tâm nói, trung tâm thể dục mới của chúng ta cũng không nhỏ, đến lúc đó nếu không có mấy người đến xem, chẳng phải là càng thêm vắng vẻ ư? Trương Dương nói, chỉ có thể động viên các đơn vị xí nghiệp, nhân khí tất cả đều phải dựa vào mọi người ủng hộ thôi, cho dù là phải tặng không vé thì cũng phải đảm bảo số ghế trên sân thể dục kín tám thành. Lý Hồng Dương thở dài nói, chỉ sợ có một số trận thi đấu anh có tặng không vé thì cũng chẳng có ai muốn tới xem. Trương Dương nói, lạc quan một chút đi. Hiện tại vận hội tỉnh của chúng ta không phải trở nên càng lúc càng có sức hấp dẫn sao? Tôi mời nhiều người có sức có ảnh hưởng như vậy tới làm đại sứ hình tượng, tôi tin sẽ khiến vận hội tỉnh Bình Hải lần này trở thành một lần đại hội thể dục thể thao thành công nhất từ trước tới nay. Sau khi hội nghị kết thúc, mỗi một đại biểu tới họp đều nhận được một phần quà kỷ niệm, lần này không phải là trung hoa quy miết hoàn mà là áo sơ mi từ tập đoàn tài trợ Thiên Kiêu. Tối hôm đó còn có tiệc tối mừng công do tập đoàn sắt thép Thái Hồng tổ chức, ý là để tiến đưa các quan viên thể dục thể thao các nơi trên toàn quốc. Rất nhiều đại biểu tham dự hội nghị đã đi trước, Trương Dương tuy rằng chưa đi nhưng cũng không tới tham gia tiệc tối lần này. Hắn biết lão Tổng Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc bởi vì chuyện của con trai Triệu Quốc Lương mà không thích mình, hà tất phải tự tìm khó chịu. Thường Hải tâm tới nhà cậu của cô ta ăn cơm, vốn muốn mời Trương Dương đi cùng, nhưng Trương Dương vừa hay nhận được một lời mời không thể cự tuyệt. Bí thư thị ủy thành phố Nam Võ Tiêu Nãi Vượng mời hắn ăn cơm. Người được mời cùng với Trương Dương còn có Ngưu Tuấn Sinh, có điều Ngưu Tuấn Sinh bởi vì vội về Duyên Đông cho nên đã rời khỏi Vân An. Tiêu Nãi Vượng là thường ủy tỉnh Vân An, phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An, cấp bậc như vậy mời Trương Dương ăn cơm là đã vô cùng cho hắn mặt mũi rồi, Trương Dương cũng không tiện chối từ, địa điểm mời khách là ở sở chiêu đãi chính phủ số 2 bên cạnh hồ Tề Thiên. Người làm chủ là con trai tiêu thư dân của Tiêu Nãi Vượng. Gã là tổng giám đốc công ty đồ dùng văn phòng Thiên Hà của tỉnh Vân An, vợ là Phan Hồng, cùng gã là bạn đại học, lúc trước công ty đồ dùng văn phòng Thiên Hà chính là bọn họ liên thủ sáng lập, hiện giờ sinh ý đã đi vào chính quy, Phan Hồng liền lực chọn ở nhà làm nội trợ. Một đứa con khác của Tiêu Nãi Vượng là Tiêu thư Đường cũng tham dự tiệc tối nay, gã hiện tại đang học thạc sĩ y ở Thượng Hải. Trương Dương là một mình tới dự tiệc, Tiêu thư Đường ở ngoài cửa phụ trách nghênh đón hắn, nhìn thấy Trương Dương xuống xe, liền cười cười ra đón chào chủ nhiệm trương trương dương chưa từng gặp tiêu thư đường có chút mù mờ hỏi anh là tiêu thư đường nói tôi là tiêu thư đường đứa bé trai mà anh cứu chính là cháu tôi trương dương lúc này mới rõ thân phận của y cười nói chào anh bí thư tiêu quá khách khí rồi một chút việc nhỏ mà cũng làm long trọng như vậy tiêu thư đường nói hôm nay không phải là ý của cha tôi anh hai và chị dâu của tôi cứ đòi mời anh tới nhất định phải trực tiếp cảm tạ anh gã dẫn trương dương vào trong phòng tiêu thư dân đứng dậy đón chủ nhiệm trương cảm ơn anh đã con trai chúng tôi tiêu thư dân nắm chặt lấy tay trương dương vô cùng cảm kích trương dương cười nói anh là tiêu thư dân à tôi vừa rồi còn nói các anh quá khách khí rồi thật ra dưới tình huống đó đổi lại là bất kỳ một người có lương tâm nào cũng sẽ làm như vậy thôi đang nói chuyện thì tiêu nãi vượng và vợ y Tề mẫn tới, Trương Dương vội vàng đi tới chào hỏi. Tiêu nãi vượng cười nói, Tiểu Trương tới rồi à, ngại quá, tôi mời cậu ăn cơm mà bản thân lại tới muộn, trên công tác gặp một số việc cần phải xử lý, những người trong thể chế như chúng ta đúng là thân bất do kỳ. Y giới thiệu vợ cho Trương Dương, cùng tới với Y còn có thị trưởng thành phố Nam Võ, giữa Tiêu nãi vượng và Tùy Đông rất ăn ý, quan hệ cá nhân của bọn họ vẫn luôn tốt đẹp, điều này trong thể chế quốc nội cũng là hiếm thấy sau khi mấy người ngồi xuống, tiêu nãi vượng bảo nhân viên phục vụ vén cửa sổ, cảnh ở bên ngoài cửa sổ là hồ tề thiên khói sóng mênh mông, cháu nội tiêu chuyện thừa của tiêu nãi vượng lúc này cũng từ bên ngoài đi chơi về, Phan Hồng, mẹ của nó đi cùng. Tiêu chuyện thừa nhìn thấy Trương Dương, hai mắt sáng rực lên, đứa nhỏ này khá là thông minh, chủ động đi tới, cầm tay Trương Dương, nói chú Trương, cảm ơn chú đã cứu cháu. Trương Dương cười cười nhéo cái má xinh của nó, cháu rất dũng cảm, trong lúc hỏa hoạn không bị hoảng loạn, bản thân cháu cũng là một tiểu anh hùng. Tiêu nãi vượng cười nói, tiểu trương, tối nay là tiệc gia đình, không có bất kỳ tính chất nhà nước nào, mặc dù có bí thư thị ủy là tôi, còn có thị trưởng tùy đông ngồi đây, nhưng cậu đừng coi chúng tôi là lãnh đạo, mọi người đều là người một nhà, ngồi cùng một chỗ vui vẻ ăn cơm, uống rượu. Trương Dương nói, bí thư tiêu, thật ra ngày đó người cứu người cũng không phải chỉ có một mình tôi, ngài khách khí như vậy, tôi thật sự là có chút ngại ngùng. Tiêu Nãi Vượng nói, mắt của trẻ con sáng như tuyết, tôi tin những lời trẻ con nói. Tùy Đông cười nói, Trương Dương, mọi người cũng không là người ngoài, bí thư Tiêu và phó thủ tướng Văn là lão bằng hữu đó. Trương Dương nghe thấy những lời này của Tùy Đông, bỗng nhiên hiểu ra tiệc chiêu đãi tối nay không phải là đơn giản chỉ là đáp tạ ân nhân cứu mạng mình đây, Tiêu Nãi Vượng thân là bí thư thị ủy mời hắn ăn cơm, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là nể mặt cha nuôi Văn Quốc Quyền của hắn mùi vị nhân tình trên chính trị vô cùng phức tạp, cái mà anh nhìn thấy có lẽ rất đơn thuần, nhưng sau lưng tuyệt đối không phải là bộ dạng như anh thấy. Tiêu nãi vượng mỉm cười nói, chuyện cậu cứu truyền thừa, tôi đã đặc biệt gọi điện thoại cho Phó Thủ tướng Văn, cảm tạ anh ta đã giáo dục một thanh niên ưu tú như cậu. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, mình ưu tú như vậy cũng chẳng liên quan gì tới văn quốc quyền, tiêu nãi vượng cảm tạ văn quốc quyền làm cái quái gì. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói, cha nuôi tôi thường xuyên dạy tôi đạo lý làm người, tôi vẫn luôn coi ông ấy là tấm gương để noi theo." Tiêu Nãi Vượng nói với hai đứa con trai của y, "Hai đứa các con sau này cũng phải học theo Trương Dương nhé, người trẻ tuổi thì phải có tinh thần không tiếc hy sinh tính mạng cho nhân dân và quốc gia." Tiêu Nãi Vượng và tùy đông đều rất hòa ái, tuy rằng Trương Dương cũng không hiểu bình thường trong quan trường nam võ có phải là cũng có biểu hiện như thế này hay không, có điều biểu hiện của bọn họ tối nay đều rất chân thành hai người lưu lại ở hiện trường hơn một tiếng đồng hồ rồi đi trước. Trương Dương vốn cũng muốn đi, nhưng hai anh em Tiêu Thư Dân lại mời hắn ở lại thêm một lát. Bọn họ chuẩn bị một chiếc xu thuyền mời Trương Dương dạo hồ Tề Thiên trong đêm. Vừa rồi khi ăn cơm bởi vì có cha ở đây, Tiêu Thư Dân trừ cảm tạ ra thì trao đổi với Trương Dương cũng không nhiều. Lúc này chỉ còn lại có ba người trẻ tuổi bọn họ, không khí so với vừa rồi thì thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều tiêu thư dân đưa cho Trương Dương một ly rượu vang, nói chủ nhiệm Trương, về sau chúng ta chính là bằng hiếu, có chỗ nào cần dùng thì cứ bảo tôi một tiếng. Trương Dương cười nói, thư dân huynh quá khách khí rồi, anh nếu thực sự coi tôi là bạn thì đừng luôn treo hai chữ cảm tạ trên miệng, còn nữa, đừng gọi tôi là chủ nhiệm Trương, trực tiếp gọi tôi là Trương Dương được rồi. Tiêu thư dân cười cười gật đầu, được, Trương Dương, cũng ly. Hai người uống hết ly này. Tiêu thư đường bưng một cái khay tới, trong khay đặt các loại đồ ăn vặt như thịt bò và lạc, tiêu thư đường đặt khay lên bàn tròn, cũng kéo ghế dựa ngồi trên khoang thuyền, tối hôm đó gió không lớn, trên mặt hồ im ắng, bốn phía hồ tề thiên đèn đuốc sáng choang, khiến cho mặt hồ trông đẹp vô cùng. Tiêu thư đường nói, anh Trương, anh từ Bình Hải tới đây, có từng nghe nói tới một giáo sư tên là Vô Tử Lương không? Trương Dương nói, ông ta là bạn tốt là của tôi. Tiêu thư đường vừa nghe thấy vậy liền vui vẻ nói, anh Trương ông ấy chính là một chuyên gia khoa não nổi tiếng trong nước. Quan hệ giữa anh và ông ấy rất tốt ư. Trương Dương gật đầu. Tiêu thư đừng nói, vậy tôi nhờ anh một việc, tôi sắp phải thực tập rồi, vốn là định thực tập ở một bệnh viện khoa não nào đó tại Thượng Hải. Nhưng tôi nghe nói trình độ phẫu thuật khoa não cao nhất trong nước chính là giáo sư vu, tôi muốn được tới chỗ ông ấy học tập. Tiêu thư dân nhìn thấy em trai vừa mới quen với Trương Dương đã để yêu cầu, cảm thấy có chút không lịch sự, liền mắng, tư đường, em đừng có làm khó anh Trương. Trương Dương bật cười, khó gì đâu. Hắn móc điện thoại ra lập tức gọi điện thoại cho Vô Tử Lương, với quan hệ giữa hắn và Vô Tử Lương, an bài cho Tiêu thư đường tới chỗ Vô Tử Lương thực tập đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Hai huynh đệ Tiêu thư dân nhìn thấy Trương Dương đã nói là làm, hơn nữa chỉ bằng một cú điện thoại đã giải quyết xong chuyện này, càng nhận thức sâu hơn một tầng về năng lực của hắn. Chuyến đi tới Nam Võ lần này của Trương Dương có thể nói là không tệ chẳng những giúp Bình Hải đoạt được một chiếc huy chương vàng trong chạy đường dài bậc trung mà hơn nữa còn kết tình hữu nghị thâm hậu với Ngưu Tuấn Sinh. Sự kiện hỏa hoạn cũng khiến hắn trở thành ân nhân của một nhà bí thư thị ủy thành phố Nam Võ Tiêu Nãi vừa. Thu hoạch của hắn không chỉ là lời cảm ơn mà còn là một phần nhân mạch và nhận được tài nguyên chính trị vô cùng. Đương nhiên một điểm quan trọng nhất là chuyến đi tới Nam Võ lần này, quan hệ giữa hắn và Thường Hải Tâm đã có đột phá trên bản chất. Sau khi trở về Nam Tích, Trương Dương trước tiên tới chỗ lãnh đạo thượng cấp, Phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ để báo cáo giản lược lại một số tình huống ở Nam Võ. Cung Kỳ Vĩ nghe nói lần này thi đấu tranh giải điền kinh, vận động viên của Nam Tích không ngờ lại giành được một huy chương vàng, y vô cùng vui mừng, nói chiếc huy chương vàng này chẳng khác nào là một liều thuốc kích thích cho giới thể dục thể thao Nam Tích chúng ta, gần đây báo chí lớn nhỏ tất cả đều đang viết về chuyện này. Trương Dương nói, tôi đã đáp ứng thưởng cho Ngưu Chấn Vĩ 3 vạn đồng, định lợi dụng cơ hội lần này để tuyên truyền cổ vũ ý chí chiến đấu của vận động viên nam tích chúng ta, tranh thủ trong vận hội tỉnh lần này giành được thành tích tốt. Cung kỳ vĩ gật đầu nói, nên lợi dụng cơ hội lần này để tuyên truyền. Trương Dương nói, người của tổ công tác ủy ban kỷ luật đã đi chưa? Hắn là muốn mượn đề tài này để hỏi chuyện của đám người từ quang nhiên đã kết thúc hay chưa? Cung kỳ vĩ nói, đi rồi, các đồng chí của tổ công tác trung kỳ ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh tất cả đều đi rồi. Trương Dương cười nói, đi rồi thì tốt, bọn họ không đi nam tích chúng ta khó mà yên ổn được cung kỳ vĩ nói bọn họ có đi hay không cũng không liên quan nhiều tới cậu bọn họ là muốn điều tra những cán bộ làm trái pháp luật vi phạm kỳ cương chỉ cần là người tuân thủ pháp luật thì không có gì mà phải sợ cả trương dương nói thị trưởng cung tôi muốn thương lượng với ngài một chuyện cung kỳ vĩ nói nói đi audio điện tử võ tấn bền Trương Dương là muốn nói chuyện khu đất sân thể dục, lúc trước Vương Quân Giao giành được quyền khai thác khu đất này, tổng cộng là 200 triệu, dựa theo điều kiện đã bàn trước đó, 30% khoản tiền bán đấu giá được sẽ chuyển cho Ủy ban Thể dục Thể thao, để dùng xây dựng trung tâm thể dục mới và tài chính khởi động vận hội tỉnh. Nhưng hiện tại Vương Quân Giao đã chết, khai thác khu đất này cũng gác lại đó, Ủy ban Thể dục Thể thao tổng cộng từ Thị Lý lấy được 3.000 vạn, trước mắt gần như đã dùng hết để trả cho tiền công trình trung tâm thể dục mới rồi còn có 3.000 vạn tất nhiên là vẫn chưa vào tài khoản. Trương Dương nói, thị trưởng cung, anh thấy, có phải nên nhắc với thị lý, mau chóng chứng thực chuyện khai thác khu đất sân thể dục không, hiện tại không thiếu thương gia có hứng thú đối với khu đất này. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện này tôi đã đề cập qua với bí thư lý rồi, bí thư lý cho rằng chuyện này nên tạm thời gác sang một bên. Vì sao, Trương Dương không hiểu, hỏi. Cung Kỳ Vĩ nói, người của Ủy ban kỷ luật tuy rằng đã đi rồi, nhưng vấn đề tài chính của Vương Quân Giao vẫn đang điều tra, trước khi chuyện chưa được điều tra rõ, chuyện khu đất sân thể dục tạm thời không thể khởi động được. Trương Dương nói, nhưng vận hội tỉnh sắp cử hành rồi, tôi thiếu tiền, không có tiền thì lấy gì ra mà làm, mất thấy các hạng công trình trung tâm thể dục mới sắp hoàn thành rồi, tôi trước chuyện đã đáp ứng người ta sẽ thanh toán tiền công trình, các khoản nợ cũng sắp tới kỳ chi trả rồi, chính phủ chúng ta nói lời thì phải giữ lấy lời chứ, nếu như lần này chúng ta nuốt lời, sau này làm sao mà giành được sự tín nhiệm của các nhà thầu xây dựng đây? Hành động chiêu thương tiếp theo của chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Cung Kỳ Vĩ cười nói, cậu đừng gấp, tôi nói cho cậu biết một tin tức tốt nhé, bí thư Lý trên cuộc họp thường ủy đã nói rõ, phải coi vận hội tỉnh lần này trở thành đại sự hàng đầu của Nam Tích, thông qua lần này để thể hiện một diện mạo mới của Nam Tích chúng ta cho nhân dân toàn tỉnh Bình Hải thấy, phải xây dựng lại lòng tin của toàn thể người dân thành phố Nam Tích đối với ban lãnh đạo chúng ta. Cho nên cậu cứ yên tâm, phương diện tài chính đối với các cậu cũng sẽ không quá hà khắc đâu. Trương Dương cũng sau khi Lý Trường Vũ chủ chính, ngày tháng của mình sẽ tốt hơn khi Từ Quang Nhiên còn tại vị nhiều, nhưng hiện tại tình trạng tài chính của Nam Tích không lạc quan, hạng mục xây dựng trọng điểm tiến hành đồng thời rất nhiều, Lý Trường Vũ cho dù coi trọng vận hội tỉnh cũng không thể coi vận hội tỉnh trở thành trọng điểm hàng đầu, đừng quên còn có một cảng nước sâu, đó mới là trọng trung chi trọng trong xây dựng của Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ nói, nói đến chiêu thương, tôi của có một việc muốn thương lượng với cậu đây. Trương Dương nói, anh là phó thị trường thường vụ, không cần phải thương lượng với tôi, trực tiếp hạ mệnh lệnh là được rồi. Cung Kỳ Vĩ không khỏi bật cười, những lời này là cậu nói đó, tôi muốn để cậu phụ trách công tác chiêu thương của Nam Thích, công tác chiêu thương là nghề cũ của cậu, cậu khẳng định ngựa quen đường cũ, không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương nói, thị trường cung công tác của tôi ở Ủy ban Thể dục Thể thao vừa mới có chút khởi sắc anh đã bắt tôi chuyển chỗ rồi à? Cung kỳ vĩ cười nói, cậu hiểu lầm rồi, cậu tiếp tục làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao của cậu, chúng ta lần này đã muốn làm vận hội tỉnh, sao không mượn gió đông của vận hội tỉnh, để vận hội tỉnh dựng sân khấu, kinh tế biểu diễn, trong lúc mời dự họp vận hội tỉnh, đồng thời tổ chức một cuộc hiệp đàm kinh mậu kim thu, hai mục hoạt động bổ sung cho nhau, cậu thấy thế nào? Trương Dương nghĩ thầm vận động dựng đài, kinh tế biểu diễn ư? Khi mình ở Giang Thành muốn làm lễ hội phục dương, lúc đó cũng đánh cờ hiệu là văn hóa dựng đài, kinh tế biểu diễn, kỳ thật nói trắng ra thì tính chất giống như là treo đầu dê bán thịt chó, mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ cho xây dựng kinh tế. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, xã hội hiện tại, bên trên bình luận một cán bộ có năng lực chấp chính hay không, không phải xem công tác văn hóa của hắn làm như thế nào, không phải nhìn hắn giành được mấy tấm huy chương vàng mà là nhìn xem hắn có thể đưa trình độ thu nhập kinh tế đi lên hay không, tổng giá trị sản xuất có cứng không, tất cả đều phải dựa vào số liệu mà nói chuyện. Điều này bức cho lãnh đạo của các bộ môn không thể không đặt xây dựng kinh tế lên hàng đầu, tất cả đều phải phục vụ cho xây dựng kinh tế. Cung kỳ vĩ nói, đây là ý kiến nhất trí của thường ủy sau khi thảo luận, dựa theo lệ cũ, chuyện này vốn nên do ban chiêu thương thành phố phụ trách, nhưng bí thư lý đề xuất để cậu tới chủ tính phụ trách chuyện này là thích hợp nhất, bởi vì cậu trước đây ở Giang Thành từng có kinh nghiệm tổ chức loại hoạt động cỡ lớn này, hơn nữa cậu là tổng chỉ huy của vận hội tỉnh, làm thế nào để hội kinh mậu và vận hội tỉnh hỗ trợ cho nhau chứ không làm ảnh hưởng lẫn nhau, do cậu chủ tính trung an bài là thích hợp nhất. Cho nên chúng tôi sau khi thương lượng đã quyết định để cậu phụ trách công tác tổng chỉ huy vận hội tỉnh và hội kinh mậu, công tác hiệp đồng ủy ban thể dục thể thao và ban chiêu thương, cậu thấy thế nào? Trương đại quan nhân thầm nghĩ, đây là chuyện tốt chẳng khác nào là cho hắn thăng quan tuy rằng cấp bậc không thay đổi nhưng ít nhất từ bây giờ tới thời gian mở hội nghị mình sẽ nắm quyền lên tiếng của cả ủy ban thể dục thể thao và ban chiêu thương chính là thật sự nắm đại quyền trong tay trong lòng hắn rất cao hứng bảo ngoài miệng thì nói tôi sợ tôi năng lực có hạn cung kỳ vĩ nói đừng khiêm nhường năng lực của cậu chúng tôi thấy rõ mà tôi sợ các đồng chí khác đối với tôi có sẽ có dị nghị chỉ cần là có lợi cho sự phát triển của nam tích mọi người đều sẽ ủng hộ cậu. Trương Dương nói, nhưng, tôi chỉ là một cán bộ cấp ban thôi, thằng ôn này bắt đầu được tiện nghi thì khoe mẽ, tuy rằng biết mình vừa lên chính ban, khả năng lại được thăng quan nữa không lớn, nhưng thằng ôn này vẫn lèm bèm vài cậu. Cung kỳ vĩ nói, làm tốt hai chuyện này rồi, sẽ có chính thích, mà có chính thích rồi thì mới có thể tiến bộ thêm. Trương Dương, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở đó, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ. Trương Dương nói, vậy, thì tôi sẽ thử, có điều tôi cũng có điều kiện. Cung kỳ vĩ gật đầu nói, chỉ cần lại yêu cầu hợp lý, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu. Trương Dương nói, thứ nhất, tôi yêu cầu tính độc lập trên công tác, lãnh đạo thượng cấp của tôi chính là ngài, người khác không thể khoa tay múa chân đối với công tác của tôi. Trương Dương sở dĩ nói như vậy là vì hắn biết ở Nam Tích Quan lớn hơn mình có rất nhiều, hắn cũng không muốn tùy tiện là ai cũng có thể đeo một cái vòng kim cô vào đầu hắn, Cung Kỳ Vĩ là lãnh đạo trực tiếp của hắn, cũng là người rất được Trương Dương hân thưởng. Cung Kỳ Vĩ là một người làm đại sự chân chính, sẽ không chế tạo khó khăn cho hắn ở những chuyện nhỏ vô vị. Cung Kỳ Vĩ nói, không thành vấn đề. Trương Dương nói, thứ hai, thành viên tổ ủy hội của hội tinh mậu phải do tôi lựa chọn, phía ban chiêu thương phải phối hợp công tác vô điều kiện với tôi. Thế này chẳng khác nào là cường điệu, quyền lực của hắn phải cao hơn ban chiêu thương. Cung Kỳ Vĩ nói, cũng không thành vấn đề nhìn thấy cung kỳ vĩ ủng hộ đối với hắn như vậy trương dương cũng không còn gì để nói thật ra hội kinh mậu và vận hội tỉnh không xung đột với nhau hai sự kiện hoàn toàn có thể coi như một chuyện để làm cung kỳ vĩ nói trương dương à vận hội tỉnh và hội kinh mậu lần này nhất định phải tổ chức thành công nam thích chúng ta trước mắt rất cần đánh một trận thật đẹp để lật mình khi trương dương đang chuẩn bị biểu hiện quyết tâm thì thư ký của cung kỳ vĩ vội vàng bước vào hắn có việc gấp muốn báo cáo với cung kỳ vĩ lại là sự kiện hồ Thúy Vân bị ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, nguyên nhân là một lượng lớn nước bẩn từ thượng du sông Thoan chảy vào làm ô nhiễm hồ Thúy Vân, mà nhà máy nước khu Bắc gần hồ Thúy Vân phụ trách cung cấp nước dùng cho sinh hoạt của hơn 100 vạn người thành phố Nam Tích. Trước mắt bởi vì sự kiện chất nước ô nhiễm đã khởi động dự án khẩn cấp trong phạm vi toàn thành phố đình chỉ cung cấp nước. Cung Kỳ Vĩ sau khi nghe thấy tin tức này liền đứng ngồi không yên, y quyết định tới hiện trường xem xét, nói với Trương Dương, Tiểu Trương, "Cậu theo tôi đi xem thế nào." Trương Dương dù sao cũng không có chuyện quan trọng gì để làm, đi theo cung kỳ vĩ lên xe hồng kỳ của y, ngay lập tức tới hồ Thúy Vân, sông Thoan và hồ Thúy Vân núi liền, chỗ nước sông chảy vào hồ có thể nhìn thấy màu nước không đồng nhất, cung kỳ vĩ hạ cửa kính xe, một mùi tanh hôi theo gió thổi vào, khiến cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn, sau khi ô tô đỗ ở ven hồ, cung kỳ vĩ mở cửa xe lao ra ngoài đầu tiên. Trương Dương cũng đi theo sau y, trên đề có mấy người đang đứng, đều là người phụ trách bộ môn tương quan, có cục trưởng cục thủy lợi thành phố Nam Tích Triệu Bảo Quân, có quản đốc nhà máy hệ thống cung cấp nước uống thành phố Nam Tích Trương Thịnh, còn có bí thư khu ủy Tân nhiệm khu Thiên Hối Uông Bình, bọn họ đều đang nhíu mày, nhìn thấy phó thị trưởng thường vụ cung kỳ vĩ tới, cả đám vội vàng ra đón. Cung kỳ vĩ đi lên đê, nghiêm khắc nói thế này là sao? Bí thư khu ủy khu Thiên Hối Uông Bình thở dài nói, thị trưởng cung, chuyện đã bước đầu được điều tra rõ rồi, nước ô nhiễm này tất cả đều là từ thượng du sông Thoan chảy xuống. Cung Kỳ vĩ nói: "Đông Giang Ư, thượng du sông Thoan thuộc khu trực thuộc tỉnh Lệ Đông Giang, điều này có nghĩa là sự kiện nước ô nhiễm lần này có chút phiền phức, liên quan tới vấn đề của hai thành thị." Cục trưởng Cục Thủy lợi Triệu Bảo Quân nói: "Thị trường Cung, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nước bẩn là từ khu vườn công nghiệp quốc tế của khu khai phá Đông Giang chảy ra." Cung Kỳ vĩ nhíu mày: "Đông Giang Đông Giang tỉnh Lệ Bình Hải, chuyện này chỉ sợ sẽ rất phiền." Y nói với Triệu Bảo Quân: "Nếu đã im được ngọn nguồn, lập tức liên hệ với phía Đông Giang, yêu cầu bọn họ mau chóng xử lý chuyện này, chặn nguồn nước bẩn, cũng yêu cầu họ chịu trách nhiệm về chuyện này. Triệu Bảo Quần mặt lộ vẻ khó xử, nói thị trường cung, phía Đông Giang không phải dễ phối hợp như vậy đâu. Cung Kỳ Vĩ nói, thế là sao? Chuyện là bọn họ gây ra, nước bẩn đã làm ô nhiễm toàn bộ Hồ Thúy Vân, nước sinh hoạt của cư dân thành phố Nam Tích chúng ta xuất hiện vấn đề, bọn họ không phối hợp ư. Muốn trốn tránh trách nhiệm chắc, Triệu Bảo Quần liếc bí thư khu ủy khu thiên hối Uông Bình một cái, y là muốn Uông Bình lên tiếng, Uông Bình tiếp nhận vị trí của Thạch Trọng Hằng không lâu, đối với tình huống của khu thiên hối vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, ai ngờ lại gặp phải chuyện này, Uông Bình cũng rất đau đầu, y vừa mới gọi điện thoại cho khu khai phá thành phố Đông Giang, nhưng chủ nhiệm hội quản ủy của khu khai phá không có mặt, y cũng đã nói chuyện nước bẩn với nhân viên liên quan, nhưng đối phương chỉ nói sẽ điều tra. Cung kỳ vĩ nhìn thấy bọn họ đều im lặng, không khỏi có chút tức giận, các anh đứng ở đây đã thương lượng ra biện pháp chưa? Vì sao không đi giải quyết chuyện này? Bí thư khu ủy khu thiên hối Uông Bình nói, thị trường cung, không phải chúng ta chúng tôi không đi giải quyết, tôi đã gọi mấy cú điện thoại rồi, nhưng Thủy Trung không tìm được người phụ trách của khu khai phá kinh tế Đông Giang, người nhận điện thoại của bọn họ chỉ đáp ứng sẽ lập tức điều tra, xử lý thận trọng. Cung kỳ vĩ nói, lập tức điều tra ư, hiện tại nước bẩn còn đang không ngừng chảy vào hồ Thúy Vân, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái ven bờ sông Thoan, các anh gọi điện thoại có hữu dụng không? Phải lập tức tới khu khai phá kinh tế Đông Giang, tìm người phụ trách của bọn họ khởi binh vấn tội. Mấy người phụ trách đứng đó nhìn nhau, khởi binh vấn tội ư? Cung Kỳ Vĩ nói nghe dễ dàng quá, Đông Giang là cấp bậc gì chứ? Chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá của người ta là Liêu Bác Sinh, thư ký trưởng chính phủ thành phố Đông Giang, ở trên chính đàn Đông Giang cũng là nhân vật vang dội, đừng nói những cán bộ cấp cục bọn họ cho dù là cung kỳ vĩ, Liêu Bác Sinh cũng không thèm để vào mắt, bảo bọn họ đi khởi binh vấn tội, chỉ sợ là tự chuốc lấy nhục. Cung kỳ vĩ nhìn thấy mấy người mặt lộ vẻ khó xử, đang chuẩn bị phát hỏa thì bí thư thị ủy Lý Trường Vũ gọi điện thoại tới, bởi vì nước sông Thoan và Hồ Thúy Vân ô nhiễm, nhà máy hệ thống cung cấp nước uống khẩn cấp đình chỉ cung cấp nước, trước mắt trên xã hội đã tạo thành khủng hoảng, người dân đã tới các cửa hàng bách hóa tranh nhau mua nước, Lý Trường Vũ nghe nói cung kỳ vĩ đã tới hiện trường, cho nên gọi điện thoại tới đây hỏi tình huống. Cung Kỳ Vĩ đơn giản kể lại tình huống, Lý Trường Vũ không khỏi thở dài, chuyện này rất khó giải quyết, liên quan tới phía Đông Giang, rất có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng lôi kéo đùn đẩy nhau. Cung Kỳ Vĩ tức giận nói, phía Đông Giang nói sẽ điều tra ư? Điều tra cái gì? Nước bẩn vẫn đang không ngừng chảy vào sông Thoan, rồi qua sông Thoan chảy vào hồ Thúy Vân, điều mà họ nên làm là đóng cửa truyền ô nhiễm. Lý Trường Vũ nói, đây không phải là việc nhỏ liên quan tới vấn đề nước dùng của hàng trăm vạn người dân thành phố, lập tức phái người tới Đông Giang, tức khắc xử lý chuyện này. Nếu phía khu khai phá Đông Giang không phối hợp, không chịu gánh vác trách nhiệm, phải tới thị lý của họ lý luận, thị lý của Đông Giang nếu không xử lý, thì phải tới tỉnh lý cáo trạng, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chuyện này. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ tới Đông Giang. Lý Trường Vũ nói, Trương Dương ở chỗ anh à. Cung Kỳ Vĩ ừ một tiếng, Lý Trường Vũ nói, để hắn đi. Cung kỳ vĩ ngây ra. Lý Trường Vũ nói, chuyện lần này khẳng định sẽ đắc tội với người ta, không khéo phải trở mặt, không ai thích hợp đi hơn hắn, bảo hắn đi đi. Cung kỳ vĩ lập tức hiểu ý Lý Trường Vũ, Trương Dương chẳng những có gan có mưu, hơn nữa quan hệ của hắn với cao tầng tỉnh rất tốt, hắn đi nếu có thể thuận lợi giải quyết, đương nhiên là mọi người cùng vui, nếu không thể thuận lợi giải quyết, với tính tình của Trương Dương, hắn sẽ dứt khoát gây loạn lần này bọn họ chiếm hết đạo lý cao tầng tỉnh nên đứng ở phía bọn họ cung kỳ vĩ vốn muốn tự mình đi nhưng cho dù y đi có một số việc khẳng định không thể bất chấp mọi giá như trương dương được trương dương trẻ tuổi người trẻ tuổi cho dù làm chuyện gì quá đáng thì cũng có thể dùng từ xung động để giải thích cung kỳ vĩ sau khi gác điện thoại một lần nữa quay lại cạnh mấy người y nói với trương dương tiểu trương tôi thấy chuyện này phải phiền cậu đi một chuyến rồi trương dương đang đứng trên đê có chút đau lòng nhìn nước bẩn đang chảy vào hồ thúy vân nghe thấy những lời này của cung kỳ vĩ hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra lần này tới đông giang là chuyện đi đắc tội với người ta cung kỳ vĩ khẳng định là có điều cố kỵ cho nên mới giao chuyện gắng sức mà không được tiếng này cho mình trương dương không phải là kẻ ngốc đầu óc của hắn rất linh hoạt kỳ thật cho dù cung kỳ vĩ không cho hắn đi cảnh trước mắt này cũng khiến hắn lòng đầy căm phẫn hắn cũng hận không thể tới khu khai phá đông giang tìm đơn vị gây ô nhiễm tính sổ nhưng cung kỳ vĩ đề xuất và hắn chủ động đi là hai việc khác nhau trương dương nói thị trường cung tôi là người của ủy ban thể dục thể thao chuyện này không thuộc phạm vi quản hạt của tôi cung kỳ vĩ nói cậu là cán bộ thành phố nam thích nam thích xảy ra chuyện người dân ngay cả nước ăn cũng xuất hiện vấn đề cậu còn phân rõ trách nhiệm như vậy làm cái gì bảo cậu đi thì cậu phải đi trương dương đoán chắc chuyện này không phải là chủ ý của cung kỳ vĩ mười là do cú điện thoại vừa rồi của lý trường vũ Trương Dương nói, tôi đi cũng được, nhưng một đống chuyện của Ủy ban Thể dục Thể thao tôi còn chưa giải quyết kịp, 3.000 vạn tài chính mà Thị Lý đã đáp ứng cho tôi. Thằng ôn này nhân cơ hội để điều kiện, đây là thói quen của hắn. Cung kỳ vĩ hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, giờ làm lúc nào rồi thằng ôn này còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cung kỳ vĩ nói, cậu đi đi, giải quyết xong chuyện này, 3.000 vạn tài chính đó tôi sẽ tận lực tranh thủ giúp cậu. Trương Dương cười nói, tôi đi đây, có điều cũng không thể bắt tôi đi một mình được. Hắn liếc qua mấy người kia, cục trưởng cục thủy lợi triệu bảo quần biết chuyện này nếu y không ra mặt thì cũng khó ăn khó nói, liền chủ động xin đi giết giặc tôi đi cùng với chủ nhiệm trương. Thật ra chuyện này quả thực không thuộc phạm vi mà Trương Dương phải quản, cung kỳ vĩ vốn cũng không muốn giao, nhưng Lý Trường Vũ đã chỉ đích danh Trương Dương, ngẫm lại cũng chỉ có hắn đi là thích hợp nhất. chương 669, Thành Thị Huynh Đệ, bởi vì liên quan tới vấn đề nước sinh hoạt của người dân toàn thành phố, Trương Dương cũng không dám chỉ hoãn. Sau khi chuẩn bị liền cùng với Cục trưởng Cục Thủy Lợi Triệu Bảo Quần tới Đông Giang, sau 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đã tới dưới trụ sở khu khai phá kinh tế Đông Giang. Trên đường Triệu Bảo Quần không ngừng gọi điện thoại, pin cũng thay lấy mấy cục, căn cứ vào tin tức mới nhất, phía khu khai phá Đông Giang đã bắt đầu điều tra chuyện này, nhưng ở phía Nam Tích thì tình huống nước bẩn vẫn không ngừng chảy vào sông Thoan, Trương Dương nghe nói tới tình huống này thì không khỏi nổi giận, hắn gầm lên, chuyện đã qua hơn 4 tiếng rồi mà sao vẫn không ngừng có nước bẩn vào. Lãnh đạo khu khai phá kinh tế Đông Giang làm ăn kiểu gì thế không biết, hiệu suất quá kém. Khi hai người đi vào trụ sở khu khai phá, bị bảo vệ ở cửa chặn lại, đi đâu? Trương Dương lớn tiếng nói, có việc gấp tìm chủ nhiệm hội quản ủy của các người. Bảo vệ nói, đăng ký trước để hẹn giờ. Hắn đưa bút cho Trương Dương. Trương Dương cầm lấy bút ném sang một bên, tiếp tục bước vào trong, Triệu Bảo Quần nhìn thấy hắn đi nhanh như vậy, cũng vội vàng chạy theo. Mấy tên bảo vệ nhìn thấy bọn họ từ tiện xông vào, bước lên muốn cản họ lại, Trương Dương đẩy cho từng tên bảo vệ muốn cản mình ngã xuống đất, gầm lên con mẹ nó biến hết đi. Chúng tôi là quan viên chính phủ thành phố Nam Tích, hiện tại có công vụ khẩn cấp phải làm, ai con mẹ nó cản đường chúng tôi thì lát nữa cuốn gói ngay khỏi đây những lời này của hắn thật sự đã hù được đám bảo vệ này trưởng ban bảo vệ trụ sở khu khai phá nghe thấy động tĩnh liền dẫn mấy thủ hạ chạy tới từ xa đã lớn tiếng quát làm cái gì thế các anh làm cái gì thế dám tới chính phủ khu khai phá làm loạn gan lớn quá nhỉ trương dương chỉ vào mặt tên trưởng ban bảo vệ đó nói hò hét cái gì chúng tôi có chuyện muốn tìm chủ nhiệm liêu mau bảo hắn ra mặt gặp chúng tôi cậu là ai chủ nhiệm lưu của chúng tôi cậu nói muốn gặp là gặp được ư. Trưởng ban bảo vệ vẫn rất khệnh khẳng. Trương Dương nào có thèm để ý đến hắn, nhìn bản đồ kết cấu tòa nhà, văn phòng chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá ở tầng 7, hắn nói với triệu bảo quần tầng 7, đi, lên thang máy. Trưởng ban bảo vệ nổi giận, bước lên tóm lấy tay Trương Dương, cậu đứng lại đó cho tôi. Đã hẹn trước chưa, đăng ký chưa? Trương đại quan nhân dung tay một cái, thằng ôn này liền lảo đảo lui ra sau, may mà có hai thủ hạ kịp thời đỡ lấy hắn, cho nên mới không bị ngã xuống đất. Trương Dương nói, đừng làm chậm trễ chính sự của tôi, còn cản đường nữa là tôi đập đấy. Hắn chẳng buồn lý luận với đám người này, xài bước vào thang máy, Triệu Bảo Quân tuy rằng đối với uy danh của Trương Dương đã sớm nghe nói tới, nhưng hôm nay mới tính là lần đầu tiên tiếp xúc gần với hắn, nhìn thấy biểu hiện trước mắt của Trương Dương, trong lòng không khỏi thầm bội phục, chẳng trách cung kỳ vĩ phái hắn tới, tới địa bàn của người ta mà còn dám cường thế như vậy, phóng mắt khắp nam tích chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Hai người vào thang máy, trưởng ban bảo vệ quính lên, các anh làm cái gì thế hả? Đuổi theo cho tôi, hai người bọn họ nhìn không giống người tốt, vạn nhất làm nguy hại tới sự an toàn của lãnh đạo thì phải làm sao? Đám bảo vệ lúc này mới hồi thần lại, vội vàng chạy về phía thang máy. Trong phòng họp tầng 7 của khu khai phá đang mở một hội nghị khẩn cấp, chủ đề của hội nghị chính là sự kiện nước bẩn của sông Thoan, Phó chủ nhiệm quản ủy hội khu khai phá Lưu Bảo Toàn nói, sự kiện nước bẩn đã điều tra xong chưa? Phía Nam Tích đã gọi điện thoại tới rồi đó. Người phụ trách của Cục Bảo vệ Môi trường và Cục Thủy lợi khu khai phá đều có mặt. Cục trưởng Cục Thủy lợi Lỗ Trung chỉ nói, chủ nhiệm Lưu, chuyện đã bước đầu điều tra rõ rồi, là vì đường ống lọc nước bẩn chính bị vỡ, xí nghiệp trực tiếp đổ nước bẩn chưa qua xử lý vào sông Thoan, nước bẩn từ sông Thoan chảy vào Hạ Du, một bộ phận đổ vào Hồ Thúy Vân Nam Tích tạo thành ô nhiễm chất nước của nhà máy hệ thống cung cấp nước uống Nam Tích, nghe nói phía Nam Tích đã đình chỉ cung cấp nước rồi. Lưu Bảo Toàn nói, tại sao lại như vậy? Hai hàng lông mày của y nhíu chặt lại, không nghi ngờ gì nữa, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Thật ra vừa rồi phía thành phố Nam Tích đã gọi điện thoại cho hắn, Lưu Bảo Toàn cũng nắm rõ được tình huống. Ở khu khai phá, Lưu Bảo Toàn chỉ là một phó chủ nhiệm, người làm chủ thật sự là chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Lưu Bắc Sinh, nhưng Lưu Bác sinh sáng hôm nay phải tới thị lý để họp, y giao chuyện này cho Lưu Bảo Toàn toàn quyền xử lý, Lưu Bảo Toàn cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Lưu Bảo Toàn nói, phía Nam Thích yêu cầu chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này. Lỗ Trung Trì nói, đã phái người đi sửa đường ống lọc nước rồi, chủ nhiệm Lưu, xí nghiệp ở vườn công nghiệp quốc tế có quá nhiều nhà, tất cả đều thông qua ống dẫn này để tiến hành lọc chất ô nhiễm, muốn lập tức đình chỉ hoạt động thì sẽ khiến tất cả nhà xưởng phải tạm thời đình chỉ sản xuất. Lưu Bảo Toàn nói, trong vườn công nghiệp quốc tế có rất nhiều xí nghiệp vốn riêng và hùn vốn, nếu bảo họ dừng sản xuất, tổn thất sẽ rất lớn. Rất nhiều cán bộ có mặt ở đây đều gật đầu, Lỗ Trung chỉ nói, cho nên, chúng tôi đã an bài cho đội công trình có kinh nghiệm nhất tiến hành sửa chữa khẩn cấp, dự tính trong 12 tiếng đồng hồ có thể giải quyết chuyện này. Lưu Bảo Toàn không nói gì, thật ra y và tất cả mọi người có ở đây đều hiểu rõ, trong 12 tiếng đồng hồ này sẽ có nước bẩn không ngừng chảy vào sông Thoan. Điều này đối với phía Nam Tích mà nói không nghi ngờ gì nữa là rất không công bằng. Nhưng vườn công nghiệp quốc tế liên quan tới rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn. Nếu như dừng sản xuất, phía Đông Giang sẽ phải đối mặt với tổn thất cực lớn. Vào thời khắc mấu chốt, điều mà họ nghĩ tới trước tiên vẫn là duy hộ lợi ích địa phương. Lưu Bảo Toàn đưa ra chỉ thị, tất cả lực lượng tinh anh, tận hết khả năng trong thời gian ngắn nhất sửa chữa đường ốc lọc nước, khôi phục xử lý nước bẩn, giảm bớt ô nhiễm đối với địa khu hạ du sông Thoan. Y chưa nói dứt câu, cửa phòng họp đã bị người ta đẩy ra, Trương đại quan nhân hùng hổ xuất hiện trước mặt đám cán bộ khu khai phá này, Trương Dương lớn tiếng nói ai là chủ nhiệm Lưu Bác Sinh. Lưu Bảo Toàn kinh ngạc nhìn thằng ôn này, thật sự không nghĩ ra hắn làm sao mà xông được vào đây. Chủ nhiệm Cục Thủy lợi khu khai phá Lỗ Trung Trì và chủ nhiệm Cục Thủy lợi thành phố Nam Tích Triệu Bảo Quần đã từng họp cùng nhau, y nhìn thấy Triệu Bảo Quần ở phía sau Trương Dương, lập tức hiểu rõ, đây nhất định là phía Nam tích tới đây khởi binh vấn tội, y ghé sát vào tai Lưu Bảo Toàn thấp giọng nói gì đó. Lưu Bảo Toàn trên mặt cố nặn ra nụ cười, thì ra là đồng chí phía Nam tích, các anh là vì chuyện nước ô nhiễm mà đến đây phải không? Lúc này trưởng ban bảo vệ dẫn hơn người tên bảo vệ lao vào, Lưu Bảo Toàn nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi nhíu mày, y khoát tay ý bảo trưởng ban bảo vệ dẫn người ra ngoài chờ. Lưu Bảo Toàn vẫn mỉm cười nói chủ nhiệm Lưu không có ở đây, nơi này hiện tại do tôi phụ trách. Trương Dương nói, tìm anh cũng vậy thôi, chuyện nước bị ô nhiễm thì các vị chắc là biết rồi, hiện tại Hồ Thúy Vân Nam Tích tất cả đều bị ô nhiễm, nhà máy hệ thống cung cấp nước uống thành phố Nam Tích bởi vì nước ô nhiễm mà phải đình chỉ cung cấp nước, hơn 100 vạn người dân thành phố Nam Tích đang gặp phải khốn cảnh không có nước để dùng. Mà tất cả những điều này đều là vườn công nghiệp quốc tế khu khai phá Đông Giang tạo thành ô nhiễm cho sông Thoan. Từ lúc chúng tôi thông chi cho thị lý tới giờ đã được hơn 3 tiếng đồng hồ, thế nhưng nước bẩn vẫn không ngừng đổ vào sông Thoan, xin hỏi các anh định xử lý như thế nào? Lưu Bảo Toàn vẫn mỉm cười nói, tiểu đồng chí, đừng gấp, chúng tôi là người phụ trách vườn công nghiệp quốc tế, chính phủ khu khai phá chúng tôi cực kỳ chú ý tới sự kiện lần này, chúng tôi đã triệu tập những công nhân ưu tú nhất của Đông Giang, đang tranh thủ từng phút từng giây xử lý chuyện này. Cục trưởng Cục Thủy lợi thành phố Nam Tích Triệu Bảo Quần nói, nhưng căn cứ với tình huống mà chúng tôi được biết, cho tới bây giờ, Khu vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang vẫn không ngừng thải nước bẩn, nước bẩn vẫn đang liên tục chảy vào sông Thoan. Lưu Bảo Toàn đã quen chơi trò thái cực rồi, im mỉm cười nói: Anh là chủ nhiệm triệu của cục thủy lợi Nam Thích phải không? Tôi không phải là đã nói rồi sao? Hiện tại chúng tôi đã đang xử lý chuyện này, đường ống nước bẩn bị vỡ, công nhân của chúng tôi đang sửa gấp. Bất kỳ chuyện gì cũng cần có một quá trình, không thể gấp gáp được. cả khu khai phá chúng tôi từ trên xuống dưới đều rất trọng thị sự kiện nước bẩn lần này đang toàn lực ứng phó xử lý. Trương Dương nghe là biết y chỉ nói cho có lệ, liền cười lạnh bảo xử lý như thế nào? Các người cứ vậy để mặc cho nước bẩn tiếp tục chảy vào sông ư? Hơn 100 vạn người dân Nam Tích chúng tôi đã không còn nước sạch để dùng rồi, điều mà các người nên làm là lập tức dừng xả nước. Lưu Bảo toàn nói, "Tiểu đồng chí, tôi đang nói chuyện với lãnh đạo của cậu, cậu có thể đừng chen vào có được không?" Trương đại quan nhân tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng người trong thể chế bình hải không phải ai cũng biết mặt hắn. Lưu Bảo toàn chính là một trong số đó, y cho rằng Trương Dương là người đi cùng Trương Dương, lại trẻ tuổi như vậy thì khẳng định là trợ thủ của Triệu Bảo Quân. Trương Dương nói, anh đang nói những lời thừa thải, biết rõ rằng các người đang làm ô nhiễm hạ du sông Thoan, các người vẫn còn tiếp tục thải nước chính là biết pháp mà phạm pháp, người phụ trách của các người sẽ phải gánh trách nhiệm vì chuyện này. Lưu Bảo Toàn ở trước mặt nhiều người như vậy bị một thanh niên trẻ tuổi cãi lại, trong lòng tất nhiên là có chút tức giận, y nổi nóng nói tôi nên làm gì không cần cậu phải dạy. Chúng tôi phải nghĩ tới toàn cục, làm thế nào mới có thể bảo đảm được lợi ích của quốc gia, làm như thế nào mới có thể giảm bớt tổn thất một cách thấp nhất, chúng tôi cần phải suy nghĩ toàn diện, tổng hợp thảo luận, sau cùng mới có thể đưa ra quyết định, không phải là cậu muốn thế nào thì làm thế nấy. Trương Dương thật sự là nổi giận rồi, hắn gầm lên Đảm bảo lợi ích quốc gia ư, là bảo đảm lợi ích của bản thân các người mới đúng. Hiện tại các người là làm ô nhiễm nguồn nước của Nam Tích chúng tôi, người không có nước sinh hoạt là người dân thành phố Nam Tích chúng tôi, chỉ cần có là người có chút ý thức trách nhiệm xã hội sẽ lập tức đình chỉ thải nước bẩn, các người vì sao còn muốn tiếp tục thải nước bẩn, vườn công nghiệp quốc tế cái gì? Loại xí nghiệp ô nhiễm này nên đóng cửa từ lâu rồi. Lưu Bảo Toàn tức giận nói, người trẻ tuổi, nói chuyện đừng quá cuồng vọng cậu đứng nói thì tất nhiên là không đau lưng rồi. trương dương cầm lấy một bình nước khoáng, dầm một cái đập lên bàn hội nghị. nước bên trong chính là nước bẩn từ hồ thúy vân thải ra. các người đều mở to mắt ra mà nhìn. hiện tại nước hồ thúy vân đã biến thành bộ dáng gì rồi? tất cả đều là bởi vì vườn công nghiệp quốc tế của các người đó. ai đám nói với tôi là cần quá trình thì người đó uống bình nước này đi. lưu bảo toàn nói cậu có ý gì? đây là thái độ để giải quyết vấn đề ư? chính phủ khu khai phá chúng tôi đã toàn lực ứng phó với chuyện này rồi, chẳng ai muốn xảy ra chuyện ô nhiễm cả, nhưng đường ống dẫn nước bị hỏng là chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi không thể bởi vì chuyện này mà đình công toàn bộ xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế được, cậu biết sẽ tạo thành tổn thất bao lớn không? Trương Dương nói, đó là chuyện của khu khai phá Đông Giang các người, vì sao hậu quả xấu do các người tạo ra mà nam thích chúng tôi phải gánh, lời nói của anh có tính không? Nếu nói mà không được gì thì để người khác ra nói chuyện đi. Lưu Bảo toàn bị hắn nói cho mặt xanh lét, gầm lên. Tố chất của cán bộ Nam Tích các người là như vậy sao? Chúng tôi vốn dùng thái độ thành khẩn lịch sử để bàn chuyện với cậu. Cậu nhìn bộ dạng của cậu đi, căn bản không phải là muốn giải quyết vấn đề, mà đẩy tất cả trách nhiệm lên người chúng tôi. Trương Dương nói, tôi chẳng buồn nói nhiều với anh. Trách nhiệm vốn chính là của các anh, còn cần phải đẩy à? Lưu Bác Sinh không ra mặt có phải không? Được, tôi hôm nay nói rõ ở đây. Vườn công nghiệp quốc tế của các người nếu không lập tức dừng sản xuất, tôi sẽ đi tìm bí thư lương của Đông Giang các người để nói rõ lý lẽ, ông ta nếu không quản, tôi sẽ trực tiếp tìm tới tỉnh lý, tôi con mẹ nó không tin lại tà như vậy, vì sản xuất mà có thể hy sinh lợi ích của thành thị huynh đệ. Vì sản xuất mà hy sinh sức khỏe của hơn trăm vạn người dân. Lưu Bảo toàn nói, cố tình gây sự, cậu căn bản chính là cố tình gây sự, cậu thích đi đâu nói lý thì tới đó mà nói, phương pháp xử lý của chúng tôi không sai không thể bởi vì lợi ích của một bộ phận nhỏ người các anh mà hy sinh lợi ích kinh tế của cả Bình Hải. Trương Dương bỗng nhiên làm ra một động tác khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, hắn mở bình nước khoáng, đổ nước bẩn bên trong khắp người Lưu Bảo Toàn, hắn chỉ vào Lưu Bảo Toàn mà mắng, anh con mẹ nó như vậy mà cũng tính là cán bộ được đảng bồi dưỡng nhiều năm ư? Hơn 100 vạn người dân thành phố Nam Tích mà ở trong mắt anh chỉ là một bộ phận nhỏ người ư? đừng lấy toàn cục ra nói chuyện với tôi, cho dù là đưa lên tới Trung ương thì tôi cũng sẽ đòi cái lý về. Lưu Bảo Toàn tới tuổi này rồi, tự thấy ở khu khai phá cũng là người đức cao vọng trọng, trước mặt nhiều cấp dưới như vậy bị Trương Dương hắn đầy nước bẩn ra người, tức giận đến nỗi tay chân run run, vô lại. Vô, lại. Đám người của ban bảo vệ ở bên ngoài nghe nói phó chủ nhiệm khu khai phá bị người ta hắt nước bẩn, cả đám người tranh nhau lao vào, Hai tên bảo vệ còn chưa kịp tới gần đã bị Trương Dương một quyền một cước đánh ngã. Trương Dương chỉ vào mũi Lưu Bảo Toàn mà mắng, "Tôi hiện tại đi tìm Bí thư Lương, tôi không tin ông ta cũng mặc kệ lợi ích của thành thị huynh đệ." Trương Dương và Triệu Bảo Quần còn chưa tới thị chính phủ thị ủy Đông Giang thì bên này đã nhận được tin tức. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính đang mở một cuộc họp thường ủy, nghe nói tới chuyện này thì cũng ngẩn ra, y nói với Lưu Bác Sinh, "Chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá, đồng chí Bác Sinh, chuyện này là sao?" Liêu Bác Sinh thật ra trước khi đến thị lý họp đã biết chuyện ống nước bẩn của vườn công nghiệp quốc tế bị vỡ. Y cười nói, ống nước bẩn của vườn công nghiệp quốc tế bị vỡ, có một lượng nước chưa qua xử lý đã trực tiếp chảy vào sông Thoan, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hoàn cảnh nước Hạ Du. Trước mắt đã khẩn cấp tu sửa, không ngờ phía Nam thích nhanh như vậy đã truy cứu trách nhiệm rồi. Các thường ủy thị ủy ở đây trên cơ bản vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì mỗi người đều biết vườn công nghiệp quốc tế khu khai phá là lương thiên chính làm ra, với quan điểm hiện tại thì định vị và tuyên chỉ của vườn công nghiệp quốc tế tồn tại vấn đề tương đối lớn. Vườn công nghiệp quốc tế được đặt ở sông Thoan mà không hề cân nhắc ảnh hưởng đối với sinh thái ven bờ sông Thoan, mà chiêu thương tiếp sau đó rất không thuận lợi. Mấy xí nghiệp gây ô nhiễm cao đã vào vườn công nghiệp quốc tế. Mặc dù là như vậy, chính phủ cũng cấp điều kiện khá là ưu đãi. Sau khi trải qua 2 năm chiêu thương gian nan, khu vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang cuối cùng cũng bắt đầu trở nên phồn vinh dưới sự hấp dẫn của chính sách ưu đãi. Càng lúc càng nhiều ngoại thương nhìn chúng khu đất này, giá trị sản lượng của vườn công nghiệp quốc tế cũng đang không ngừng tăng lên, trở thành chính tích huy hoàng nhất trong sinh nhai chính trị của cá nhân Lương Thiên Chính, y cũng bởi vì thành công quy hoạch xây dựng vườn công nghiệp quốc tế mà có được sự thưởng thức của lãnh đạo. Từ phó thị trưởng thành phố Đông Giang một đường lên chức, hiện giờ đã là phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, bí thư thị ủy Đông Giang, có thể nói vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang đối với Lương Thiên Chính có ý nghĩa rất đặc thù. Lương Thiên Chính cũng không ngờ cái mà cải cách mở cửa mang đến là sự phát triển cao trên chủ tính, sự phát triển của Bình Hải cơ hồ nằm ngoài sức tưởng tượng của Y. Sau khi càng lúc càng nhiều xí nghiệp vào vườn công nghiệp quốc tế, tệ đoan cũng đang không ngừng hiển hiện ra. Điều đầu tiên làm khốn nhiễu Y chính là vấn đề ô nhiễm. Lúc trước mang ý niệm chiêu thương dẫn tư trong đầu, bất kể là hạng mục gì cũng đều bật đèn xanh cho họ, trong đó tự tay Y cũng tiến cử hai đại xí nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà máy chế thuốc của Đức và Tập đoàn mỹ phẩm và hàng hóa thường ngày An Khấu của Hàn Quốc đều ở trong vườn công nghiệp quốc tế nắm được địa vị khá là quan trọng, các xí nghiệp to nhỏ khác hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại vấn đề ô nhiễm. Sau khi Lương Thiên Chính đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, cũng đã đề xuất vấn đề ô nhiễm của vườn công nghiệp quốc tế, đề nghị nhanh chóng đóng cửa vườn công nghiệp quốc tế hiện tại, một lần nữa lựa chọn lại, xây dựng lại. Thái độ ngay lúc đó của Lương Thiên Chính là mặc kệ, vườn công nghiệp quốc tế là y đề xuất dựng lên khi đó vườn công nghiệp quốc tế đã trở thành một trong những trụ cột chủ yếu trên kinh tế của Đông Giang, chính là vì vườn công nghiệp quốc tế được xây dựng mới khiến cho lão đại chính trị tỉnh Bình Hải là Đông Giang này cuối cùng cũng như ước nguyệt trở thành lão đại trên cả thu nhập kinh tế. Lương Thiên Chính từ đó cũng thu hoạch được lợi ích chính trị cực lớn, phủ định vườn công nghiệp quốc tế chính là phủ định chính tích của y. Đương nhiên là một người lãnh đạo thành công, Lương Thiên Chính cũng ý thức được sự tồn tại của vườn công nghiệp quốc tế là một tai họa ngầm, y cũng làm ra một số cố gắng, Ví dụ như ở khu vườn công nghiệp quốc tế thực hành công trình xanh hóa quy mô lớn, tạo ra giải phong cảnh thảm thực vật ven bờ sông Thoan, ở vườn công nghiệp quốc tế dựng lên nhà máy xử lý nước bẩn, nghiêm khắc xử lý tài liệu khí thải và nước thải ở khu vườn công nghiệp quốc tế, không thể nói những phương sách của y là không có hiệu quả. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ dựa vào xanh hóa và xử lý nước bẩn hậu kỳ là không thể hoàn toàn giải quyết toàn bộ vấn đề ô nhiễm của khu vườn công nghiệp quốc tế. Theo sự phát triển của thời đại theo càng lúc càng nhiều xí nghiệp vào vườn công nghiệp quốc tế, theo mở rộng quy mô xí nghiệp, loại mâu thuẫn này đã trở nên càng lúc càng nổi bật. Lần này sự kiện thải nước bẩn cũng không phải là ngẫu nhiên, Lương Thiên Chính ở ngay tại chỗ đưa ra chỉ thị, lập tức tiến hành xử lý, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết sự kiện ô nhiễm sông Thoan lần này, truy rõ trách nhiệm của người phụ trách tương quan, tiến hành một lần kiểm tra bảo vệ môi trường đối với tất cả xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế. Sau khi Lương Thiên Chính kết thúc cuộc họp thường ủy, nhanh chân quay trở về văn phòng của mình chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá liêu bác sinh cũng đi theo lương thiên chính nói anh còn không mau về xử lý sự kiện nước bẩn đi à liêu bác sinh nói bí thư lương cá công nhân đang sửa rồi lương thiên chính vẻ mặt ngưng trọng nói bác sinh chuyện này liên quan tới lợi ích của thành thị huynh đệ khá là phức tạp anh nhất định phải xử lý cẩn thận liêu bác sinh nói bí thư lương anh yên tâm chúng tôi đã xuất động công nhân thao tác thuần thục nhất Nhân viên công trình kỹ thuật trình độ cao nhất, căn cứ vào tiến trình sửa gấp hiện tại, trong 12 tiếng đồng hồ chắc là có thể sửa xong ống nước thải bị vỡ. Lương Thiên Chính đối với trình độ ô nhiễm cũng không biết rõ lắm, y đang chuẩn bị dặn dò gì đó thì thư ký của y tới, đưa di động cho y, Bí thư Lương, Bí thư Lý của thành phố Nam Tích gọi điện thoại tới. Lương Thiên Chính nhìn Lưu Bác Sinh một cái, không cần hỏi cũng biết Lý Trường Vũ nhất định là gọi điện thoại tới để khởi binh vấn tội. Lương Thiên Chính cầm lấy điện thoại, đi ra cửa sổ ở hàng lang, "Đồng chí Trường Vũ à, tìm tôi có việc gì vậy?" Lý Trường Vũ trước đó đã liên tục gọi mấy cú, nhưng Lương Thiên Chính vẫn đang họp, Lý Trường Vũ đi thẳng vào vấn đề, "Bí thư Lương, tôi tìm ngài là vì chuyện ô nhiễm nước sông Thoan, hiện tại vườn công nghiệp quốc tế thải ra nước bẩn dọc theo sông Thoan chảy xuống Hạ Du, làm ô nhiễm hồ Thúy Vân, nhà máy nước khu Bắc của Nam Tích chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, toàn bộ nước dùng khu Bắc đều xuất hiện vấn đề." Lương Thiên Chính nói: "Trường Vũ à, tôi vừa rồi họp cũng là để giải quyết chuyện này, trước tiên tôi xin lỗi anh, xin lỗi toàn thể nhân dân thành phố Nam Tích, bởi vì sai lầm trên quản lý của chúng tôi mà đã tạo thành ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân thành phố Nam Tích. Tôi đã giao trách nhiệm cho ngành tương quan lập tức giải quyết chuyện này, anh yên tâm đi, vấn đề nước bẩn rất nhanh sẽ được cải thiện." Lý Trường Vũ nói: "Bí thư Lương, nhưng nước bẩn vẫn đang tiếp tục được thải." Lương Thiên Chính nói: "Làm sạch cũng cần một quá trình" chuyện đã xảy ra thì không thể lập tức giải quyết toàn bộ được. Đồng chí Trường Vũ, tôi thật sự là rất xin lỗi, tôi đảm bảo với anh, nhất định sẽ tra chuyện này tới cùng, truy cứu trách nhiệm của người quản lý tương quan. Lương Thiên Chính đã nói tới nước này, Lý Trường Vũ cũng không tiện tiếp tục nói gì nữa, cấp bậc của Lương Thiên Chính cao hơn y, biểu hiện trong điện thoại cũng rất thành khẩn, người ta cũng không đùn đẩy trách nhiệm, đã biểu thị xin lỗi, còn đáp ứng sẽ cho y một câu trả lời, nói chuyện với Lương Thiên Chính cũng phải nắm rõ lực độ, không thể bước y quá găng được, Lý Trường Vũ tin vào trình độ chấp chính của Lương Thiên Chính, tin tưởng y có thể trong thời gian nhanh nhất xử lý tốt chuyện này. Lương Thiên Chính nhận điện thoại của Lý Trường Vũ xong, vẻ mặt càng trầm trọng hơn, y nói với Liêu Bác Sinh, ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của cư dân Nam Tích, phía Nam Tích rất có ý kiến. Liêu Bác Sinh nói, Bí Thư Lương, tôi thấy bọn họ có chút khuyết đại tình huống chân thật rồi, phía chúng ta đúng là nên chịu trách nhiệm về sự kiện ô nhiễm này, nhưng bọn họ cũng không thể bức người quá đáng, chúng ta cần thời gian để xử lý. Y dừng một chút rồi nói khẽ, bí thư lương, có chuyện chắc ngài chưa biết, phía Nam Tích có mấy quan viên tới, xâm nhập chính phủ khu khai phá, thái độ cực kỳ ngang ngược, ở trước mặt nhiều người còn đánh phó chủ nhiệm khu khai phá Lưu Bảo Toàn. Chuyện này cũng không phải là Lưu Bác sinh thêm mắm thêm muối, tin tức mà Y nhận được chính là như vậy, phía khu khai phá chuyển đến tin tức là Lưu Bảo Toàn bị người ta dùng nước bẩn hắt vào mặt, còn bị ăn đòn nữa. Lương Thiên Chính nhíu mày nói, xảy ra vấn đề thì có thể thương lượng giải quyết, bọn họ vì sao tới đây đánh người. Liêu Bác Sinh nói, bọn họ yêu cầu tất cả xí nghiệp của khu vườn công nghiệp quốc tế của chúng ta lập tức đình chỉ sản soát. Vớ vẩn, Lương Thiên Chính rõ ràng có chút tức giận, ô nhiễm là một chuyện, sản xuất lại là một chuyện khác. Liêu Bác Sinh nói, tôi đã nói rồi, nếu tất cả xí nghiệp của khu vườn công nghiệp quốc tế đều đình chỉ sản xuất, như vậy Đông Giang của chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn. Lương Thiên Chính nói, được rồi, anh mau mau đi xử lý chuyện này đi, tận lực mà làm cho tốt, phải suy nghĩ tới lợi ích của thành thị huynh đệ, cũng tận hết khả năng đừng làm ảnh hưởng tới sản xuất bình thường của khu công nghiệp quốc tế, xử lý càng nhanh càng tốt, đừng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Lương Thiên Chính nói xong xoay người đi, đi được hai bước thì lại nhớ ra một chuyện, đúng rồi, phía Nam Tích là ai tới đây xử lý chuyện này. Liêu Bác Sinh nói, triệu bảo quần của Cục Thủy Lợi và chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Trương Dương lương thiên chính nghe thấy tên của trương dương trong lòng giật thót không mất bao nhiêu thời gian y liền nghĩ ra mấu chốt trong đây vấn đề ô nhiễm nước bất kể dù là như thế nào cũng không tới lượt quan viên của ủy ban thể dục thể thao đến quản phía nam tích sở dĩ phái trương dương tới đây nhìn thì có vẻ hoang đường nhưng thật ra là quyết định sau khi tổng hợp các phương diện rồi mới đưa ra nam tích trên địa vị kinh tế và chính trị không bằng được đông giang tỉnh lỵ tỉnh bình hải trong tỉnh bình hải Lương Thiên Chính là phó tỉnh trưởng so với Lý Trường Vũ cũng có tiếng nói hơn, nhưng lần này Lý Trường Vũ rõ ràng chiếm hết đạo lý, nhưng đối với Lương Thiên Chính vẫn biểu hiện ra đủ lễ phép và khách khí. Mã y phái Trương Dương tới đây khởi binh vấn tội, lại chứng tỏ Lý Trường Vũ rất có thủ đoạn chính trị, rất có thao lược, Trương Dương là một viên mãnh tướng. Bối cảnh và tính cách của hắn khiến hắn trở thành một nhân vật đặc biệt trong chính đàn Bình Hải, phong cách làm việc của hắn cũng không ai có thể bắt trước được. Lương Thiên Chính cũng hiểu rõ về Trương Dương, Lý Trường Vũ chọn hắn đến Đông Giang lý luận, có thể nói chọn đúng người rồi, càng là thế cục phức tạp, càng cần một thanh khoái đao, mà Trương Dương vừa hay là một thanh đạo sắc bén nhất trong chính đàn Nam Tích. Lương Thiên Chính trở lại văn phòng không lâu thì Trương Dương và Cục trưởng Cục Thủy lợi thành phố Nam Tích triệu bảo quần tới cầu kiến, Lương Thiên Chính trước chuyện đã dự cảm được chuyện này, cũng đã dặn dò thư ký từ trước, chỉ cần là người phía thành phố Nam Tích tới đây tìm y, cứ nói là y không có ở đây, Lương Thiên Chính cũng không muốn lãng phí thời gian vì việc này nữa. Triệu Bảo Quần nghe nói Lương Thiên Chính không có mặt, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, đừng thấy ở Nam Tích Y cũng tính là một nhân vật, nhưng tới Đông Giang rồi, tất cả đều phải trông vào Trương Dương, không phải là Y không có chủ kiến, mà là ở một mẫu ba phân đất của người ta, Y không dám có chủ kiến. Trương Dương cũng không tin Lương Thiên Chính không có ở đây, hắn đoán rằng Lương Thiên Chính có người phải là không muốn gặp mình, nhưng người ta đã nói là không có, mình cũng không thể xông vào, không thể khiếu mâu thuẫn của chuyện này trở nên gay gắt hơn. Lúc này Trương Dương nhận được điện thoại của Phó Thị trưởng Thường vụ Cung Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ nói với hắn, Lý Trường Vũ đã liên hệ với bí thư thị ủy Lương Thiên Chính của Đông Giang rồi, Lương Thiên Chính đáp ứng sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Trương Dương nói, mau chóng ư, bọn họ có phải vẫn không ngừng thải nước bẩn vào sông Thoan hay không? Cung Kỳ Vĩ trầm mặc. Một lát sau mới nói, căn cứ vào tình huống mà chúng tôi nắm được, Khu vườn công nghiệp quốc tế vẫn đang tiếp tục thải nước bẩn vào sông Thoan, muốn dừng thải nhất định phải bắt toàn bộ vườn công nghiệp quốc tế của bọn họ dừng sản xuất, bọn họ khẳng định không muốn trả giá lớn như vậy. Trương Dương tức giận nói, bọn họ không muốn bị tổn thất như vậy, nhưng lại bắt người dân Nam Tích chúng ta chịu thiệt ư? Hiện tại người không có nước dùng không phải là bọn họ mà là người dân thành phố Nam Tích chúng ta, bọn họ gây hỏa nhưng vì sao lại bắt chúng ta chịu trách nhiệm? Cung Kỳ Vĩ nói khẽ Trương Dương Chuyện này phải gây một số áp lực cho phía Đông Giang. Trương Dương nói, chúng tôi đã tới khu khai phá rồi, không thấy bóng dáng chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá đâu cả, tới thị lý thì bí thư thị ủy cũng không có mặt, người ta tính chuẩn là chúng ta sẽ tới cho nên trốn rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, phải nghĩ biện pháp, nhất định phải bắt bọn họ thực sự coi trọng chuyện này từ trên xuống dưới, có điều phải chú ý phương pháp xử lý chuyện, tận lực đừng để mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trương Dương oán giận nói: "Biết chuyện này khó giải quyết như vậy cho nên mới giao cho tôi, thị trưởng cung, các vị hại tôi đến khổ." Cung Kỳ Vĩ nghĩ thầm lần này cũng không phải là tôi giao chuyện này cho cậu, là bí thư Lý điểm danh, mà kể ra, chuyện này giao cho người khác thì đúng thật là không thể giải quyết được. Cung Kỳ Vĩ nói: "Năng lực của cậu là mạnh nhất mà, vả lại, thân là một trong những thành viên của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích, vấn đề nước dùng của người dân cũng liên quan chặt chẽ tới cậu." Trương Dương vui lắm hắn từ lúc nào cũng trở thành thành viên của ban lãnh đạo thành phố Nam Tích vậy, cùng kỳ vĩ cho hắn mê hồn dược đây. Trương Dương nói, tôi tới thính thủy lợi, chuyện này không thể cứ thế là xong được, chuyện trên đời này sợ nhất là hai chữ nghiêm túc, Trương Đại Quan Nhân lần này vừa hay rất nghiêm túc. Triệu Bảo Quần đối với thính thủy lợi Bình Hải rất quen thuộc, nghe nói Trương Dương muốn đi tìm lãnh đạo thính thủy lợi, cũng tỏ vẻ đồng ý, chuyện này liên quan tới phá hoại tài nguyên nước công cộng, thuộc phạm vi quản hạt của thính thủy lợi, thông qua thính thủy lợi tạo áp lực cho thành phố Đông Giang vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. chương 670, kiện lên cấp trên. Trương Dương đi theo triệu bảo quần tới thính thủy lợi, phát hiện thính trưởng thính thủy lợi hắn không ngờ cũng biết, chính là lão đồng học phó đạo cường của phó bí thư thị ủy Nam Tích Ngô Minh, trước đây bởi vì ở Nam Quốc Sơn Trang cố ý dở cho hạ lưu với tần thanh trước mặt Trương Dương, bởi vậy mà trở mặt với Trương Dương, về sau lại đắc tội với cố giai đồng. Phó Đạo Cường bởi vì sợ hãi, chủ động tới ủy ban kỷ luật thừa nhận một số sai lầm của mình, cũng bởi vậy mà bị ủy ban kỷ luật xử phạt, có điều phó đạo cường bản thân không có vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Hơn nữa gã thuộc loại cán bộ trẻ tuổi, trên nghiệp vụ lại cũng được việc, sau khi trải qua sóng gió trong một đoạn thời gian thì khôi phục lại, hiện tại bí thư tỉnh ủy Bình Hải cũng đổi thành Kiều Trấn Lương. Phó Đạo Cường thông qua một số con đường cũng chéo kéo quan hệ được với Bí Thư Kiều, Kiều Trấn Lương đối với gã cũng có vẻ hân thường, có thể nói phó đạo cường trên chính trị lại bước trên một con đường mới chuyện làm ô nhiễm nước sông thoan phó đạo cường cũng đã biết gã cũng đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi cục thủy lợi của khu khai phá đông giang được trả lời là đang khẩn cấp xử lý rất nhanh sẽ có thể sửa chữa lại ống dẫn giải quyết sự kiện nước bẩn bị dò lần này sự có mặt của trương dương khiến phó đạo cường giật thót lần trước đắc tội với trương dương suýt nữa làm mất cả mũ ô sa đối với trương dương phó đạo cường là kiêng kỵ từ tận đáy lòng Gã sau khi kết thù với Trương Dương mới dần dần biết được bối cảnh của Trương Dương, cùng với các mặt quan hệ trên quan trường của Trương Dương, trên xử lý quan hệ với Trương Dương, Phó đạo cường trước giờ luôn rất hối hận, gã cũng từ chuyện sự tình lần trước tổng kết được không ít kinh nghiệm, ví dụ như không thể chỉ nhìn tướng mạo của người ta. Lại ví dụ như trăm ngàn lần đừng quá phóng túng bản thân ở trước mặt người xa lạ, phải bảo trì hình tượng tốt của một cán bộ quốc gia, nói tóm lại, cú ngã lần trước đã khiến Phó đạo cường thay đổi triệt để gã trên phương diện làm người đã bước lên một nấc thang mới. Triệu Bảo Quần sau khi tiến vào văn phòng của Phó Đạo Cường, lập tức rất cung kính chào, chào thính trưởng Phó. Phó Đạo Cường gật đầu. Mắt Trương Dương nhìn thẳng vào Phó Đạo Cường, nếu không phải là vì chuyện ô nhiễm nước, hắn căn bản sẽ không tới thính thủy lợi tỉnh, cơ hồ cũng quên sự tồn tại của con người Phó Đạo Cường này. Nhìn thấy Phó Đạo Cường, hắn mới nhớ tới thằng ôn này lúc trước ở trước mặt mình chiêu cái gì là làm màu vàng của thị trường, kỳ thật là ám chỉ tần thanh chọc cho trương dương nổi giận về sau ở thủy thượng nhân ra ngẫu nhiên gặp gã và tổng giám đốc công ty xây dựng vĩnh cửu nhạc đường trung đang ăn cơm nhạc đường trung vô lễ với cố giai đồng và tần thanh bị chố giai đồng dọa cho một trận cho nên mới dẫn tới việc phó đạo cường chủ động tới ủy ban kỷ luật khai rõ tình huống nghe nói phó đạo cường còn bởi vì chuyện đó mà bị xử phạt về sau hầu như không nghe thấy tin tức về người này nữa không ngờ gã hiện tại lại ở trên ngai vàng thính trưởng thính thủy lợi Phó đạo cường bắt gặp ánh mắt của Trương Dương, không khỏi run thầm trong lòng, gã do dự một chút rồi cố nặn ra vẻ mặt thân thiện, chủ động đứng lên, đối với hạ cấp là Triệu Bảo Quần gã tất nhiên là không cần phải lễ phép như vậy, nhưng đối mặt với Trương Dương, gã không dám không lễ phép, từ sau khi phát sinh xung đột với Trương Dương, gã đối với Trương Dương là kính nhi viễn chi, nhưng cũng không có nghĩa là gã không quan tâm tới tin tức về Trương Dương, sự lợi hại của Trương Dương gã hiện tại đã nắm rõ. Phó đạo cường mỉm cười nói, "Chủ nhiệm Trương tới đây à? Đã lâu rồi không gặp." Gã rất nhiệt tình vươn tay về phía Trương Dương. Vươn tay không người tươi cười, thời gian đã qua lâu rồi, những ân oán trước đây Trương Dương cũng đã dần dần quên đi. Nhìn thấy Phó đạo cường khách khí như vậy đối với hắn, lại nghĩ tới mục đích hôm nay đến đây là cầu người ta giúp đỡ, Trương Dương tất nhiên sẽ không nắm lấy chuyện trước kia không buông. Hắn cười cười bắt tay với Phó đạo cường, thính trưởng Phó Phong thái vẫn như xưa. Phó Đạo Cường cười nói, mời ngồi, mời ngồi. Gã gọi thư ký đi pha trà cho hai người. Triệu bảo quần thầm bội phục Trương Dương, phải biết rằng kiểu cách nhà quan của Phó Đạo Cường thường ngày rất lớn, trước mặt hạ cấp như bọn họ là một người rất uy thế. Gã là cán bộ cấp thính, nhìn thấy Trương Dương tới không ngờ lại chủ động đứng lên bắt tay với hắn. Hơn nữa đối đãi với Trương Dương mặt lúc nào cũng mỉm cười, hai chữ khách khí viết cả lên mặt, cái này không phải là tầm thường. Trương Dương nói, thính trưởng phó, Chúng tôi là không có chuyện thì không lên điện tam bảo, lần này tới đây là vì chuyện ô nhiễm nước sông Thoan bị ô nhiễm. Phó đạo cường trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, gã cũng không lảng tránh vấn đề, gật đầu nói, chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm tôi đã nghe nói rồi, sau khi chuyện phát sinh, thính thủy lợi chúng tôi ngay lập tức đã yêu cầu cục thủy lợi Đông Giang phải đi xử lý, chúng tôi cũng phái ra tổ điều tra đặc biệt đi điều tra nguyên nhân sự cố này, rất nhanh sẽ có kết quả. Trương Dương nói, thính trưởng phó Chúng tôi hiện tại không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ai cả, chúng tôi chỉ muốn yêu cầu khu vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang lập tức dừng xả nước chưa được tinh lọc vào sông Thoan, tiếp tục làm ô nhiễm nguồn nước sông Thoan, ảnh hưởng tới địa khu sinh thái ở hạ du sông Thoan. Phó đạo cường nói, đã xử lý rồi, hiện tại lãnh đạo các cấp thành phố Đông Giang rất trọng thị sự kiện ô nhiễm lần này, đang toàn lực sửa gấp ống dẫn. Trương Dương nói, nhưng xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế vẫn đang không ngừng thải nước bẩn hệ thống cung cấp nước uống của Nam Tích chúng tôi đã bị ô nhiễm, hiện tại hơn 100 vạn thị dân đang phải đối diện với khốn cảnh không có nước để dùng. Phó Đạo Cường cũng không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, gã cũng không tin ô nhiễm lần này lại nghiêm trọng đến nước này. Triệu Bảo Quân nói, thính trưởng phó, chúng tôi trước khi đến Đông Giang đã giám định chất nước rồi, chất nước của Hạ Du Sông Thoan và đập chứa nước Hồ Thúy Vân đã gặp phải thiệt hại nghiêm trọng, nếu khu vườn công nghiệp quốc tế không ngừng thải nước bẩn, Ô nhiễm nước sông Thoan sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn, có thể sẽ dẫn tới một hồi thương tổn không thể vãn hồi được trên sinh thái." Phó đạo cường nói, "Tôi đã hỏi qua phía khu khai phá rồi, bọn họ nói trong 12 tiếng đồng hồ có thể sẽ sửa xong ống dẫn nước bị vỡ." Trương Dương nói, "Chờ 12 tiếng đồng hồ qua đi thì cải bắp đã lạnh rồi, thính trưởng phó, khu vườn công nghiệp quốc tế có nhiều nhà xưởng như vậy, trong đó xí nghiệp gây ô nhiễm có bao nhiêu chắc anh rõ hơn chúng tôi nhiều." Nước bẩn chưa qua xử lý mà bọn họ thải ra cứ vậy không ngừng chảy vào sông Thoan, lúc ban đầu chưa phát hiện ra thì chúng tôi không nói làm gì, nhưng hiện tại đã phát hiện ra rồi, vì sao vẫn không ngừng loại hành vi này lại? Biết rõ sẽ tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với sinh thái, vậy mà vẫn mặc kệ không quan tâm tới hoàn cảnh, mặc kệ sinh mạng và sức khỏe của toàn bộ thị dân thành phố Nam Tích chúng tôi, từ căn bản mà nói thì đây chính là một loại hành vi phạm tội, nên lập tức ngăn họ lại, bắt những nhà máy đó phải ngừng sản xuất. Phó Đạo Cường nói, vườn công nghiệp quốc tế có nhiều xí nghiệp như vậy, không chỉ toàn là xí nghiệp nhà nước, còn có có rất nhiều xí nghiệp góp vốn, xí nghiệp đầu tư bên ngoài, nếu bảo bọn họ toàn bộ ngừng sản xuất, tổn thất kinh tế tạo thành thật sự là không thể lường được. Trương Dương nói, chính là bọn họ gây ra tai họa, bọn họ nên gánh vác tổn thất, cái gì mà không thể lường được, chỉ cần là tổn thất kinh tế đều có thể dùng tiền tài để đong đếm, nhưng bọn họ là đang phạm tội, nước bẩn thải vào sông Thoan, ảnh hưởng đến sinh thái không phải là ngày một ngày hai, có lẽ cũng không phải là một năm 2 năm, rất có khả năng là vài chục năm đến trăm năm, mà thị dân thành phố Nam tích chúng tôi sau khi nguồn nước dùng để sinh hoạt bị ô nhiễm, sẽ sinh ra ẩn hoạn như thế nào? Nếu bởi vậy mà sinh bệnh, ai sẽ gánh vác trách nhiệm đây, và ai có dũng khí đứng ra nhận trách nhiệm lần này, những điều này mới là tổn thất không thể đánh giá. Bởi vì những điều này mà ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh tồn của con cháu chúc chít chúng ta, bởi vì tất cả những điều này mà ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của người dân thành thị. Phó Đạo Cường biết Trương Dương nói cũng có đạo lý, từ góc độ cá nhân của gã mà xét, vườn công nghiệp quốc tế lúc trước không nên thành lập ở ven bờ sông Thoan, cho dù tuyên chỉ không thể thay đổi, nhưng trong quá trình chiêu thương cũng có thể nghiêm khắc xét duyệt xí nghiệp xin vào, các loại xí nghiệp gây ô nhiễm cao như nhà máy dược và nhà máy đồ dùng hàng ngày, nhất định phải quyết đoán nói không, hiện tại chuyện đã xảy ra rồi, có nói gì thì cũng đã muộn. Phó Đạo Cường nói, chủ nhiệm trương, chúng tôi là thính thủy lợi, chúng tôi không thể quyết định bắt tất cả xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế đình công được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng giảm thiếu mức độ ô nhiễm nước lần này xuống thấp nhất. Trương Dương nghe Phó Đạo Cường nói như vậy cũng biết Phó Đạo Cường chỉ nói cho có lệ, có điều có một điểm mà hắn nhận thức rõ, Phó Đạo Cường thân là thính trưởng thủy lợi, gã không có quyền lực bắt vườn công nghiệp quốc tế phải đình công. Trương Dương và Triệu Bảo Quần rời khỏi thính thủy lợi, hai người từ sau khi đến Đông Giang luôn không ngừng buôn ba, đến bây giờ mà vẫn chưa được ăn cơm chưa? Triệu Bảo Quần nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta ăn chút cơm đã rồi tính tiếp. Trương Dương không để ý tới y, cầm điện thoại gọi cho công kỳ vĩ, tin tức mà phía Nam Tích đưa tới cho thấy, xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế vẫn đang không ngừng thải nước bẩn vào sông Thoan, cung kỳ vĩ. Lý Trường Vũ cũng không ngừng giao thiệp với thị chính phủ thị ủy Đông Giang, nhưng câu trả lời đều là bọn họ đang tổ chức nhân lực tận lực sửa chữa, Cung Kỳ Vĩ đối với chuyện này cũng có chút bất lực, quyền chủ động nằm trong tay người ta, phía Đông Giang không muốn ngừng sản xuất, bọn họ lo xí nghiệp khu vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất toàn diện sẽ tạo thành tổn. Thất kinh tế cực lớn. Trương đại quan nhân cáu lắm rồi, đám quan liêu Đông Giang này quá ích kỷ, bọn họ sợ tạo thành tổn thất, biết rõ nước bẩn chưa xử lý nhưng vẫn kiên trì thải vào sông Thoan, đây căn bản là hại người lợi ta, Trương Dương mặc dù có cách liên hệ với Lương Thiên Chính, nhưng không thể nào liên hệ được với y chứng tỏ Lương Thiên Chính đang trốn tránh mình. Trương Dương sau khi đến Đông Giang, đã lần lượt chạy tới khu khai phá, thị chính phủ, thính thủy lợi tỉnh nhưng cho đến bây giờ đâu vẫn hoàn đấy, phía Đông Giang vẫn làm chuyện mà họ cho rằng nên làm. Trương Dương đề nghị với Triệu Bảo Quân, bọn họ chia binh làm hai đường, Triệu Bảo Quân thì tới Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Tố Cáo, còn hắn thì trực tiếp tới chính phủ tỉnh tỉnh ủy khiếu nại. Lúc ban đầu Trương Dương cũng không muốn làm tuyệt tình đến vậy, nhưng hành vi ích kỷ của phía Đông Giang đã chọc giận hắn. Kiều Trấn Lương mấy ngày nay đang thị sát ba thành thị Bắc Bộ Bình Hải, Trương Dương trực tiếp đi tìm tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, bằng vào quan hệ của hắn và Tống Hoài Minh, muốn gặp tỉnh trưởng Tống cũng không khó. Nhật trình buổi sáng của Tống Hoài Minh rất kín, không có bao nhiêu thời gian rảnh dành, dành cho Trương Dương, nhưng sau khi biết được Trương Dương có việc gấp muốn gặp mặt mình, Tống Hoài Minh bảo thư ký Trung Bồi Nguyên An bài cho Trương Dương cùng ăn cơm trưa với y. Phóng mắt khắp tỉnh Bình Hải, rất ít có cán bộ hạ cấp có được vinh hạnh này. Trung bồi Nguyên An bài Trương Dương tới phòng căn tin cơ quan tỉnh trước, hôm nay Tống Hoài Minh có rất nhiều việc, phải bận đến 12 rưỡi mới đến căn tin ăn cơm. Trương Dương ngồi ở trong phòng vừa uống trà vừa đợi y, trong thời gian này gọi mấy cú điện thoại về Nam Thích, tình huống ô nhiễm vẫn đang tiếp tục, cũng có nghĩa là, cho tới hiện giờ phía Đông Giang vẫn không hề áp dụng biện pháp hữu hiệu nào để dừng thải nước bẩn. Tâm tình gần đây của Tống Hoài Minh rất tốt, con trai đã đầy tháng, sức khỏe ngày một tốt hơn, nhìn con trai, Tống Hoài Minh cảm giác mình tựa hồ như quay lại tuổi thanh xuân. Nhưng trên đời không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, trên chính trị Tống Hoài Minh đang đứng trong một thời kỳ thoái trào, cách đại hội đảng tỉnh còn một đoạn thời gian nữa, nhưng cục diện chính trị của tỉnh Bình Hải trên cơ bản đã được xác định, sẽ có thường ủy tỉnh mới trong đại hội đảng lần này, khiến Tống Hoài Minh cảm thấy mất mát là nhân tuyển của bí thư ủy ban kỷ luật, y vẫn ủng hộ Lưu Diễm Hồng, nhưng không ngờ kết quả lại không như y mong muốn. Y cho rằng công tác của Kiều Trấn Lương trước đại hội đảng lần này quá đầy đủ, những thường ủy mới sắp được tuyển đều là dựa theo ý của Kiều Trấn Lương, Tống Hoài Minh cho rằng tình trạng này rất không tốt, sự chuyên quyền quá độ của Kiều Trấn Lương rất dễ biến Bình Hải thành sân sau nhà y, điều này khá là bất lợi đối với sự phát triển trong tương lai của Bình Hải. Trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều cho rằng Tống Hoài Minh thay đổi rồi, y không còn phong mang tất lộ như lúc mới tới Bình Hải, trong rất nhiều chuyện, y tận lực bảo trì nhất trí với Kiều Trấn Lương. Đa số người không bất ngờ đối với loại thay đổi này, dù sao người lãnh đạo số 1 của Bình Hải cũng là Kiều Trấn Lương, mà vị bí thư Kiều này so với Cố Doãn Chi trước kia thì càng cường thế hơn, giữa lãnh đạo đảng muốn phối hợp tốt, nhất định phải có người chủ động nhượng bộ. Tống Hoài Minh biết mình không thay đổi, y chỉ dồn nhiều tinh lực hơn để chú ý tới xây dựng kinh tế Bình Hải, trên chính trị tận lực tránh phát sinh tranh chấp với Kiều Trấn Lương, dù sao đối với y hay là đối với Kiều Trấn Lương mà nói, Cả hai đều có một mục đích chung, đó là muốn bình Hải trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Tống Hoài Minh đi vào phòng, đầu tiên là nhìn thấy trên bàn đặt một bình nước khoáng, chính xác mà nói thì trong bình nước khoáng đựng nước bẩn. Nước là Trương Dương mang từ Nam Thích tới, hắn mang theo không ít bình, một bình trong đó đã hắt thẳng lên người phó chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá lưu bảo toàn. Tống Hoài Minh hỏi, "Gì thế, sao lại để nước bẩn lên bàn?" Trương Dương nói, "Đây là nước của Hồ Thúy Vân Nam Thích." chất nước của Hồ Thúy Vân trước đây phù hợp với tiêu chuẩn chất nước cấp 2 của quốc gia, hiện tại đã biến thành thế này rồi. Tống Hoài Minh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trương Dương, thằng ôn này không có việc gì sẽ không tự dưng mang một bình nước bẩn tới đây. Tống Hoài Minh chưa biết chuyện Hồ Thúy Vân Nam Tích bị ô nhiễm, y thân là tỉnh trưởng Bình Hải có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm có lẽ là ngành tương quan coi trọng không đủ, có lẽ là có người muốn cố ý che giấu, tóm lại Tống Hoài Minh đến bây giờ vẫn chưa biết. Tống Hoài Minh cầm bình nước bẩn đó lên nhìn, thật ra Trương Dương là từ một bộ phận đặc biệt lấy nước mang đến, toàn bộ hồ không phải đều bị ô nhiễm như thế này. Tống Hoài Minh mở nắp ra ngửi, một mùi tanh ùa vào mũi, y nhíu mày, lại đóng nắp lại, sao thế? Nói tôi nghe thử xem nào. Lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, hai món mặn hai món rau, còn có một bát canh trứng chim. Tống Hoài Minh bình thường ăn uống khá là đơn giản, bởi vì có Trương Dương ăn cùng, cho nên đặc biệt bảo căn tin làm thêm hai món, đây không phải là Tống Hoài Minh muốn ở trước mặt người khác khoe khoang sự thanh liêm của mình, mà là thói quen sinh hoạt cá nhân của y là thế rồi, không thích phô trương lãng phí. Kể ra, trên điểm này y và bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương rất giống nhau, Kiều Trấn Lương cũng là một người khá tùy ý trên sinh hoạt, y nếu như ở căn tin cơ quan ăn cơm thì còn đơn giản hơn, thường thường đều là ăn đồ chay. Dưới sự lôi kéo của hai vị lãnh đạo, các cán bộ tỉnh ủy đều rất tự giác không ai dám ở căn tin cơ quan ăn nhiều ăn đặc biệt. Tống Hoài Minh dùng khăn ướt lau tay, nói trước tiên ăn đi đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Dương một đường từ Nam Tích tới đây, bôn ba tới tận trưa, đến bây giờ mới được ngồi thảnh thơi một chút, bụng quả thật đã hơi đói rồi, hắn cũng không coi Tống Hoài Minh là người ngoài, ở trước mặt y cũng không cần phải câu nệ, học theo Tống Hoài Minh lau tay trước rồi cầm đũa nói tỉnh trưởng Tống, chuyện nước sông Thoan bị ô nhiễm ngài đã nghe nói chưa. Ở đơn vị công tác, Trương Dương đều dùng chức quan để xưng hô với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, chưa, nghe cậu nói mới biết, có chuyện gì vậy, y bảo nhân viên phục vụ đưa thêm một đĩa dưa muối nhỏ. Trương Dương kể lại chuyện hôm nay nước sông bị ô nhiễm, Tống Hoài Minh nghe nói Nam Tích ngay cả nguồn nước dùng của thị dẫn cũng bị ô nhiễm, bất giác nhíu mày, có điều Tống Hoài Minh cũng không lập tức phát biểu ý kiến. Trương Dương lại kể lại tao ngộ của mình hôm nay ở Đông Giang, Trương Dương nói, tỉnh trưởng Tống, Tôi không phải là muốn mách lẻo ai, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, tôi chỉ muốn đốc thúc phía Đông Giang mau chóng dừng thải nước bẩn vào sông Thoan, nhưng các cấp lãnh đạo Đông Giang đều trốn không muốn gặp tôi. Bọn họ luôn miệng nói là sẽ coi trọng sự kiện nước bị ô nhiễm, luôn miệng nói sẽ lập tức giải quyết chuyện này, chẳng lẽ thế này là giải quyết à? Nước bẩn vẫn đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào sông Thoan, tôi không rõ rốt cuộc là sự phát triển của kinh tế quan trọng, hay là tính mạng và sức khỏe của người dân quan trọng hơn. Tống Hoài Minh nói, bọn họ trả lời cậu như thế nào? Trương Dương nói, tất cả đều nói đang khẩn cấp xử lý, đã phái công nhân sửa chữa ống dẫn, nhanh chóng khôi phục quá trình tinh lọc nước bẩn, phía khu khai phá đưa ra 12 tiếng đồng hồ, tỉnh Trường Tống, chỉ cần các nhà xưởng không ngừng sản xuất, nước bẩn vẫn sẽ tiếp tục chảy vào sông Thoan, nếu mọi người đều biết sự tai hại của ô nhiễm, đều biết sự nguy hại tạo thành đối với địa khu hạ du trong sông Thoan, vì sao không ra lệnh cưỡng chế nhà xưởng khu vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất? Chỉ cần đợi ống dẫn sửa xong, tất cả sẽ lại hoạt động lại bình thường, thế mới tính là phù hợp với điều kiện sản xuất, mới không tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với sinh thái sông Thoan. Tống Hoài Minh so với Trương Dương thì nhìn xa hơn nhiều, sau khi y tới Bình Hải đã vài lần khảo sát khu vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang, y cho rằng sự tập trung của các xí nghiệp gây ô nhiễm ở khu vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang đã không thể thích ứng với sự phát triển thành thị hiện đại. Khi sớm đã có ý định di rời vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang ra ngoài, có điều ý tưởng này còn chưa hoàn thiện thì không ngờ vấn đề ô nhiễm đã tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cũng xảy ra ngay trước mặt tất cả nhân dân Bình Hải. Chuyện này phải lập tức xử lý, quyết không thể kéo dài, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Lần này người bị hại trực tiếp của nước bị ô nhiễm là Nam Tích, trên vấn đề này Đông Giang không nghi ngờ gì nữa đã làm tổn hại tới lợi ích thiết thân của Nam Tích tống hoài minh ăn xong cơm đó cũng từ chỗ trương dương nắm rõ tất cả đều tình huống chuyện này mà ngoài mặt mà nhìn thì không phức tạp ống nước bẩn của vườn công nghiệp quốc tế đông giang bị vỡ một lướng lớn nước bẩn chưa qua xử lý chảy vào sông thoan tạo thành ô nhiễm đối với địa khu hạ du sông thoan người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nam thích nhà máy hệ thống cung cấp nước uống khu bắc nam tích bởi vì nước bị ô nhiễm mà đình chỉ cung cấp nước trong thành phố xuất hiện sự căng thẳng về cung cấp nước dựa theo phương pháp xử lý thường quy Phía Đông Giang nên quyết đoán đình chỉ thải nước bẩn, tránh tạo thành tổn thất lớn hơn nữa cho thành thị huynh đệ. Nhưng căn cứ từ tình huống hiện tại cho thấy phía Đông Giang không hề làm như vậy, đa số xí nghiệp của vườn công nghiệp quốc tế không đình công mà là vẫn tiếp tục sản xuất, tiếp tục thải nước bẩn vào sông Thoan. Tống Hoài Minh đương nhiên hiểu rõ vị trí quan trọng của vườn công nghiệp quốc tế trong kinh tế Đông Giang, nếu tất cả xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế đình công tổn thất tạo thành khẳng định sẽ là cực lớn, người lãnh đạo phía Đông Giang chính là bởi vì vậy cho nên mới từ chối đình công. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý. Trương Dương biết Tống Hoài Minh là người nói được làm được, y nói đã đáp ứng sẽ hỏi chuyện này thì nhất định sẽ làm. Bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính cho dù có bận hơn nữa thì buổi trưa mỗi ngày cũng phải đảm bảo có nửa tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều vừa đi làm y đã gọi điện thoại cho liêu bác sinh để hỏi tình huống sửa ống nước của vườn công nghiệp quốc tế liêu bác sinh dùng ngữ khí vô cùng thoải mái nói bí thư lương tình huống trước mắt đang có chuyển biến tốt điểm vỡ của ống nước đã tìm được rồi các công nhân đang chuẩn bị hàn lương thiên chính nói nhất định phải phải nắm chắc tiến hành thu sửa thời gian kéo dài càng lâu càng khó ăn nói với phía nam thích liêu bác sinh nói bí thư lương yên tâm tôi đang ở hiện trường Nhất định sẽ tổ chức tốt công tác tu sửa lần này, tranh thủ trước 8 giờ tối nay khiến tất cả đều khôi phục bình thường. Lương Thiên Chính nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 2 giờ 10 phút chiều, cách thời gian mà Lưu Bác Sinh nói còn gần 6 tiếng nữa. Nếu thật sự có thể trong thời gian này khôi phục tất cả lại như ban đầu thì nên nói là khá lý tưởng và thuận lợi. Lương Thiên Chính dập máy Vừa mới dập máy thì lại có người gọi, Lương Thiên Chính nhíu mày bình thường người có thể trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng của y hoặc là điện thoại đặc biệt khẩn cấp, hoặc là điện thoại từ lãnh đạo thượng tầng, y nhấc máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh nói, đồng chí Thiên Chính, tôi là Tống Hoài Minh. Lương Thiên Chính vội vàng nói, chào tỉnh trưởng Tống, có chỉ thị gì vậy? Tống Hoài Minh đi thẳng vào vấn đề, vấn đề nước sông Thoan bị ô nhiễm xử lý thế nào rồi? Trong lòng Lương Thiên Chính trầm xuống, Y lập tức ý thức được khẳng định là phía Nam Thích đã vòng qua y, trực tiếp tới tỉnh lý cáo trạng. Nếu Tống Hoài Minh đã biết vấn đề này, hơn nữa còn gọi điện thoại cho mình, Lương Thiên Chính cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm nữa. Y nói khẽ tỉnh trưởng Tống, chuyện này phía khu khai phá đã ngay lập tức tiến hành xử lý, trước mắt đường ống nước bị vỡ đang được sửa chữa, căn cứ vào tiến triển trước mắt chắc có thể vào 12 giờ tối sẽ khôi phục bình thường. Lương Thành Long là người thích lưu lại lối thoát cho mình. Tuy rằng Liêu Bác Sinh đã cam đoan với y, trước 8 giờ có thể sửa xong, nhưng ở trước mặt Tống Hoài Minh để lại một chút dư địa thì vẫn tốt hơn, rất nhiều chuyện trên đời này rất khó nói, vạn nhất y ba hoa, mà sau cùng trong thời gian quy định lại không kịp hoàn thành, như vậy y sẽ trở nên bị động. Tống Hoài Minh nói, còn 10 tiếng nữa cơ à, trong 10 tiếng này, các anh định để mặc cho nước bẩn chưa qua xử lý của khu vườn công nghiệp quốc tế không ngừng chảy vào sông Thoan Ư? Lương Thiên Chính thở dài, nói tỉnh trưởng Tống, chuyện này tôi cũng khó xử, muốn triệt để ngừng thải nước bẩn, nhất định phải đình chỉ sản xuất của tất cả xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế. Nếu làm như vậy, tổn thất của khu vườn công nghiệp quốc tế là cực lớn, có thể là làm mấy trăm triệu cho tới vài tỷ. Hơn nữa trong khu vườn công nghiệp quốc tế đa số đều là xí nghiệp hùn vốn và đầu tư bên ngoài, quan hệ rất phức tạp, không khéo có thể khiến cho xí nghiệp phản cảm, thậm chí sinh ra tình tự đối kháng. Tống Hoài Minh nói, anh cân nhắc đến cảm thụ của xí nghiệp đầu tư bên ngoài, chẳng lẽ không cân nhắc đến cảm thụ của thành thị huynh đệ ư? Hiện tại hạ du sông Thoan đã bị ô nhiễm, nhà máy nước khu Bắc Nam Tích vì ô nhiễm mà phải đóng cửa, hơn 100 vạn thị dân Nam Tích đã gặp phải cuộc diện khó khăn không có nước dùng. Lương Thiên Chính nói, tỉnh trưởng Tống, tôi đã đặc biệt người tới tìm hiểu tình huống rồi, Nam Tích tổng cộng có 5 nhà máy nước, trước mắt bị ô nhiễm chỉ là một trong số đó, dân cư thành thị của bọn họ tổng cộng có bao nhiêu chứ? Sao có thể vì vấn đề nước dùng của hơn một trăm vạn người mà chịu ảnh hưởng? Tôi thấy phía Nam Tích không khỏi có chút khoa trương rồi, tỉnh trưởng Tống. Tôi nói những lời này không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi đã gọi điện thoại cho đồng chí Lý Trường Vũ, bí thư thị ủy Nam Tích rồi, tôi đại biểu Đông Giang xin lỗi bọn họ, Đông Giang chúng tôi nguyện ý gánh vác tổn thất mà ô nhiễm lần này đã gây ra cho Nam Tích. Tống Hoài Minh nói, đồng chí Thiên Chính, chỉ xin lỗi thôi là không đủ. Tôi biết ngừng sản xuất tất nhiên sẽ khiến xí nghiệp bản địa chịu tổn thất rất lớn, nhưng nếu so sánh với tính mạng và sức khỏe của nhân dân thì điều này căn bản có tính là gì đâu. Một xí nghiệp thực sự có lương tâm thì phải có trách nhiệm với xã hội, người làm quan viên như chúng ta cũng vậy. Những lời này của Tống Hoài Minh rất nặng, tuy rằng không trực tiếp phê bình Lương Thiên Chính, nhưng với tu vi chính trị của Lương Thiên Chính, y làm sao mà không lĩnh ngộ được. Lương Thiên Chính nói, tỉnh trưởng Tống, tôi sẽ tận sức đi giải quyết chuyện này. Loại lời nói biểu hiện quyết tâm này Tống Hoài Minh nghe nhiều rồi, càng nói là như thế này càng chứng tỏ trong lòng Lương Thiên Chính không ấm chắc. Tống Hoài Minh nói, trước 5 giờ nếu vẫn không khống chế được tình trạng này thì hạ lệnh cho tất cả xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất vô điều kiện. Tống Hoài Minh nói xong những lời này liền gác máy. Sắc mặt Lương Thiên Chính rất âm trầm, cho dù Tống Hoài Minh là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, nhưng biểu hiện của y trên chuyện này cũng thật sự là rất bá đạo. Lương Thiên Chính là phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, cũng là một trong những thành viên của ban thường ủy tỉnh Bình Hải. Căn cứ với tình thế trước mặt, chuyện y thay thế Triệu Quý Đình đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng thường vụ cơ hồ đã thành định cục, mà quan trọng hơn là y Thủy Trung là một trong những người ủng hộ kiên định của Tống Hoài Minh, hiện giờ khi Kiều Trấn Lương muốn có quyền lên tiếng tuyệt đối ở Bình Hải. Sự ủng hộ của y đối với Tống Hoài Minh càng quan trọng hơn, Lương Thiên Chính cho rằng Tống Hoài Minh ít nhất cũng phải biểu hiện ra một ít sự tôn trọng đối với mình, nhưng biểu hiện vừa rồi của Tống Hoài Minh căn bản chính là ra lệnh từ trên cao xuống, y không cân nhắc đến tình huống thực tế của Đông Giang, Lương Thiên Chính không phải là không coi trọng sự kiện nước ô nhiễm, mà lại y muốn tìm ra biện pháp lưỡng toàn đề Mỹ, đồng thời vào lúc giải quyết nước ô nhiễm nhưng lại không khiến cho những xí nghiệp này của Đông Giang phải chịu tổn thất quá lớn. Y là trưởng môn nhân của Đông Giang, y phải xuất phát từ lợi ích của thành thị. Lương Thiên Chính và Tống Hoài Minh còn một chỗ rất ăn ý, bọn họ và Phó Thủ tướng Văn Quốc Quyền đi lại đều rất thân cận, điều này khiến bọn họ ở bên trong cục diện chính trị Bình Hải trước nay đi lại cũng rất gần. Lương Thiên Chính ngồi ngây ra đó 5 phút đồng hồ mới trên cơ bản tiêu hóa xong những lời đó của Tống Hoài Minh, y cầm điện thoại lên, bấm cho thằng cháu Lương Thành Long. Lương Thiên Chính biết rất rõ, chuyện này sở dĩ ồn ào tới chỗ của Tống Hoài Minh, nguyên nhân căn bản chính là Trương Dương. Nếu không bắt hắn im miệng, thằng ôn này vẫn sẽ tiếp tục lằng nhằng, cần phải lập tức chặn miệng Trương Dương, không thể để hắn tiếp tục tố cáo lên trên. Khi Trương Dương nhận được điện thoại của Lương Thành Long đang trên đường tới vườn công nghiệp quốc tế, Lương Thành Long vừa mở miệng Trương Dương đã biết thằng ôn này có ý gì, Trương Dương lập tức ngắt lời gã, tôi bảo này, chuyện giữa chính phủ chúng tôi, anh đừng xen vào có được không? Lương Thành Long cười khổ nói, tôi nói người anh em, cậu hiện tại dày vò cho dư luận xôn xao, khiến cho chú tôi rất khó xử, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật nể mặt tôi, cậu đừng làm ẩm ý nữa có được không? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 670